cầu thủ bóng đá trẻ đầy khát vọng đến từ một thị trấn vùng nông thôn ở Nhật Bản, hy vọng vào được một trường trung học với một câu lạc bộ bóng đá giỏi. Quả bóng luôn hướng về cậu khiến cho ai cũng rất ngạc nhiên cậu lao tới và đã ghi bàn thành công trong chớp mắt hai bên tỷ số đã hòa. Bất ngờ là cậu lại bắt gặp cậu bạn hồi tiểu học ở câu lạc bộ rồi hắn cho rằng cậu chỉ là một tên tham bóng nên phải bỏ câu lạc bộ. Tạ à ơi tự tin cậu có thể vượt lên mọi thứ vì bây giờ cậu đã có đội để đá bóng nói xong cậu bỏ đi nhưng hắn lại cho rằng đội bóng của cậu lại thấp kém và những lối chơi của đội cậu hoàn toàn là non nớt. Rồi hắn nói rằng bọn họ chỉ biết truyền cho cậu và không làm được gì chỉ là kẻ cản đường mà thôi. Mặc dù cậu đã cố chịu đựng khi bị hắn khiêu khích nhưng cậu đã bị mất kiểm soát bản thân rồi đi tới đập đầu vào mặt hắn. Sau chuyện đó thì mẹ của cậu lại cảm thấy thất vọng và sự cố đó lại khiến cả đội cậu bị loại khỏi tầm mắt của huấn luyện viên Kima. Điều đó khiến cho cậu rất sốc nên đã luyện tập và chạy suốt 2 tiếng đồng hồ để bù đắp chuyện đó nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngất đi. Kể từ lúc cậu nhập học cậu luôn cố tỏ vẻ ngầu lòi và cho rằng cậu chính là tiên đạo nhưng chỉ biết ghi bàn điều này khiến cho cả lũ cười nhạo cậu nhưng bọn họ vẫn chấp nhận cậu là thành viên. Sau đó cậu đã thành lập một đội và tham gia giải đấu nhưng điều không thể ngờ là cậu lại gây rắc rối cho cả đội và bị loại khỏi giải đấu. Sau khi cố tỉnh dậy thì bất ngờ thấy ông chú đang đá bóng nhưng điều không thể ngờ là cách đỡ ngực và tung cú sút lại ở trong thời gian quá ngắn. Ông chú nghe xong thì muốn dạy cho cậu rồi ông chú bảo cậu đừng đưa rốn về bóng và rốn cậu phải hướng về phía cậu muốn chạy. Để giữ được tầm nhìn dân thân trên sẽ xoay khi chạm bóng lần đầu và sau đó cậu sẽ chạy rồi tung cú sút. Sau đó ông vẽ vài vòng tròn rồi bảo cậu chỉ với một chạm cậu phải hướng bóng vào những vòng tròn và đưa bóng vào không một chút sai sót khi bóng vào vòng thì cậu có tối đa ba bước chân để sút và cậu sẽ không làm được trừ khi cơ thể hướng về đúng phía sau lần chạm đầu tiên việc cậu bỏ đi không nói một lời nào khiến cho cả gia đình rất lo lắng và anh trai của cậu biết được ả à ơi đã gây rắc rối cho cả đội sau khi tập luyện một hồi thì cậu vẫn không bỏ cuộc nhưng ông chú lại chỉ cho cậu chiến thuật và nếu không có sự phối hợp của cả đội thì đó không phải là bóng đá lúc đó quả bóng luôn hướng về cậu nên đồng đội mới tin tưởng cậu và truyền bóng nhưng kỹ năng của họ vẫn còn quá kém nên tỷ lệ ghi bàn của cậu lại rất thấp Bên này Thanh niên gây sự với Á ơi đã đến gặp mẹ của cậu để xin lỗi và hắn còn nói rằng lúc đó do xúc phạm về mẹ của Á ơi nên cậu mới tức giận. Á ơi đã kể lại toàn bộ sự việc của trận đấu lúc đó nhưng điều không thể ngờ là Á ơi lại có thể nhớ hết toàn bộ vị trí 22 cầu thủ trên sân. Hôm sau khi ông chú ngủ dậy thì lại thấy thằng nhóc vẫn còn tập luyện và nhận ra Á ơi đã thức cả đêm để luyện tập. Sự quyết tâm đó lại khiến cho ông chú có tham vọng muốn cậu tham gia vào đội trẻ để nghiền nát tất cả và những điều không thể ngờ ông chú lại là quản lý của Tokyo City Esporian FC Rich tên là Fukuda. Ông chú muốn cậu đến thử một buổi thi đấu ở Tokyo và nếu thắng thì cậu sẽ được gia nhập vào đội trẻ. Sau khi quay trở lại trường học thì cậu vẫn tiếp tục đá với đồng đội của mình mặc dù cậu đã xin mẹ mình đến Tokyo nhưng số tiền lại quá lớn nên không thể đi được và hiện giờ cậu vẫn còn trẻ nên không thể đi một mình được. Sau khi tập luyện cùng những đứa bạn thì anh trai của cậu đến đón và anh ta nói cậu biết ông chú đó là cựu tiền vệ đã từng chơi cho tuyển Nhật Bản và là một thủ rất giỏi. Ông ta cũng giống như cậu và ở đây nhưng đã rời từ khi còn học sơ chung và ông đã từng phá đảo các trận đấu và một người rất nổi tiếng nhưng do ông ta bị chấn thương nặng trong trận cuối của mùa giải nên không thể giỏi như trước được nữa. Sau khi nghe xong thông tin về ông chú điều đó lại khiến cho là ơi rất kinh ngạc vì không muốn mẹ của cậu biết chuyện này nên anh trai của cậu đã tích góp và đưa cho cậu đến Tokyo để tham gia ứng tuyển. Đây là lần đầu tiên cậu được lên Tokyo và cậu rất bất ngờ khi được đến cơ sở của đội bóng. Khi tới sân bóng thì cậu thấy hai người kia cũng đến thi tuyển khi cậu định lấy tiền thì va chạm một cô gái và cô ấy cũng nhận ra cậu đến từ Ehim rồi cô nghe nói có một gã với mái đầu như Vanderrama sắp đến đây nên cô mới nhận ra cậu. Rồi cô nói anh của cô luôn nói về cậu khiến cô rất phiền phức. Sau đó cô dẫn cậu đến đăng ký thi tuyển và hiện giờ có 86 tài năng trẻ đến thi tuyển trong số đó có vài người rất giỏi và được ứng viên chú ý đó là Tachibana từ đội trẻ sơ chung Mirashino thuộc đội đã thắng giải bóng đá Kato. Kanet là đội trưởng của đội sơ chung Tama danh tiếng. Hasegawa từ sơ chung Seran và Lee cũng đến từ sơ chung đó. Nói xong là cô hỏi cậu đã đạt thành tựu gì chưa nhưng cậu vẫn im lặng sau đó cô bỏ đi rồi nói tiền phí là 5.000 yên. Bất ngờ là ả à ơi lại chỉ chú ý đến sân cỏ và rất bất ngờ khi thấy nơi đây rất đẹp. Về phần giới thiệu của huấn luyện viên, đết bọn họ đã vô địch một lần và một lần thắng. Cúc Hoàng đế riêng đội một cũng rất tốt và tất cả đều nhờ vào việc phát triển tài năng trẻ. Về phần phát biểu của huấn luyện viên, Fukuda nếu như đậu vào hôm nay sẽ được huấn luyện cũng là kinh nghiệm để phát triển bản thân. À ơi, nghe xong thì chả hiểu cái mẹ gì và cậu chỉ đến đây bởi lá thư nhưng điều đó lại khiến cậu mất bình tĩnh. Trong thời điểm đó thì Fukuda lại nói cho mọi người biết thêm một điều đó là trong số các thành viên thi tuyển có thể sẽ bị loại hết. A à ơi nghe xong thì thắc mắc tại sao ông chú lại không nói cho cậu biết rồi ông chú nói những người bị tuyển trạch sẽ được đánh giá bởi tài năng và nếu được đánh giá thì họ sẽ thương lượng trực tiếp và đưa người đó về đội rồi ông chú nói tất cả 86 thành viên dường như sẽ không đáng giá nhưng điều đó lại khiến bọn họ rất nhiệt huyết còn A à ơi thì lại run rẩy và cậu gặp được một thanh niên thi tuyển tên là Otomer rồi cậu nói lúc đó nếu à ơi không nói thì bọn họ run rẩy nhưng điều đó lại khiến A à ơi càng thích thú hơn sau đó trận đấu đã bắt đầu nhưng Tachibana lại liên tục ghi bàn khiến cho ạ ơi rất ngạc nhiên nhưng Otoma lại nói do cậu chỉ cố làm hết một mình nên mới để mất bóng và cậu cũng nhận ra hai đội rất chênh lệch và không có phối hợp tác. Mặc dù tất cả đều muốn nổi bật và được chú ý trong một đội xa lạ không quen biết lẫn nhau nhưng việc đánh giá thể chất hay kỹ thuật không hề quan trọng mà điều quan trọng đó là khả năng suy nghĩ tư duy. ạ à ơi lúc này lại đang suy nghĩ và những đứa bạn đã giúp cậu có thể chơi theo cách mình muốn khi quan sát tất cả mọi người bọn họ đều có tài năng. Ngay lập tức đôi mắt của cậu đột nhiên thay đổi giống như một con đại bàng bay khắp bầu trời có thể thấy mọi thứ. Sau đó cậu lao đến cướp bóng rồi chạy về sân nhà để thu hút các đối thủ việc đó đã tạo ra khoảng trống ở sân. Ngay lập tức cậu tung một đường truyền dài chính xác tiến về khung thành của đối phương Canada nhận ra điều đó nên đã chạy tới và thành công ghi bàn điều đó đã khiến mọi người rất kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một hồi thì huấn luyện viên Sukishima cho rằng ngã ơi là một người rất thông minh và có tài năng nhưng ngã à ơi cũng chính là người thúc đẩy tinh thần của cả đội khi đang trong thời điểm tuyệt vọng nhất. À ơi bên này lại thấy cô gái lúc nãy lại đang làm việc ở nhà bếp và cô ấy cũng chỉ là một sơ trung bình thường. Rồi cô ấy nói rằng cầu thủ cô thích từng nói không ngừng nghĩ về bóng đá kể cả khi thi đấu và tập luyện. Nói xong là cô giới thiệu mình là Hana và cầu thủ mà cô yêu thích đó chính là huấn luyện viên Fukuda nhưng đường truyền của anh ta lại giống như à ơi điều đó khiến cho cô rất bất ngờ. Về phần quyết định 11 thành viên sẽ được tham gia trận đánh giá cuối đó là Fukasu, Li, Kakita, Nakano, Hasegawa, Soda, Izumi. Otomo, Canada, Tachibana và người cuối cùng đó chính là Lạ ơi. Điều đó khiến cho cậu rất vui mừng và anh trai cậu hy vọng cậu sẽ đậu và anh cũng là người dạy cậu chơi đá bóng. Hiện giờ mọi người chưa quên biết nhau nên cậu đã kêu gọi muốn mọi người hợp tác. Mặc dù tất cả đều muốn được chú ý nhưng đối với Nakano thì cậu nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng để cậu lên chuyên nghiệp. Otomo thì nghĩ rằng mặc dù biết năng lực của mình nhưng mọi người phải hoàn thành tốt những bài đánh giá nếu muốn được vào đội trẻ trong số đó thì có rất nhiều người kém vậy nên cậu phải thay đổi. Tachibana thì cho rằng vài năm qua cậu không hề tiến bộ và tự mãn tại câu lạc bộ của mình nhưng cậu đã nhận thấy mình đã dường như mất nhiệt huyết với bóng đá nên bằng giá nào cậu phải được lên chuyên. Sau khi nghe mọi người kể thì đã ơi công nhận không một ai kém và cậu rất muốn chơi cùng mọi người. Điều không thể ngờ là đối thủ được huấn luyện viên Fukuda giao phó lại là nằm ở một đẳng cấp khác và các kỹ năng và vật chất đều hơn mọi người rất nhiều. Tachibana nhận ra bọn họ đã từng thắng trong trận chung kết và lần này cậu có thể được đấu với bọn họ. À ơi thì chắc chắn mọi người sẽ làm được và Tachibana biết bọn họ hơn cậu một tuổi nên đây là cơ hội để cậu tỏa sáng. Thanh niên tên là Usu đến gặp Fukuda muốn đấu cùng các ứng viên và hắn nhận ra mọi người không biết bọn họ mạnh đến cỡ nào. Sau khi phân chia ra mỗi vị trí thì thanh niên kia lại đến chào hỏi à ơi. Bất ngờ là khi hiệp một bắt đầu thì à ơi nhận ra bọn họ không áp sát và kèm người điều này khiến cho những khán giả rất thất vọng khi thấy bọn họ không nhiệt huyết nhưng từ khi gặp ra sân thì bọn họ lại chơi một cách nghiêm túc và những sát khí khiến cho à ơi rất ngạc nhiên mặc dù à ơi đã dùng kỹ năng mà ông Chu Fukuda đã dạy nhưng vẫn bất thành và bị cướp bóng nhưng đều không thể ngờ các đường truyền của bọn họ lại rất chính xác đó cũng là kỹ thuật truyền cho đồng đội chỉ với một chạm nếu làm đúng thì có thể về khung thành đối phương với tốc độ khủng khiếp nhưng lối chơi này yêu cầu toàn bộ đội có khả năng giữ vị xuất chúng và truyền với khả năng tính toán không gian để thực hiện thành công thì toàn bộ 11 cầu thủ phải cùng chia sẻ bản đồ hướng bóng sẽ đi A à ơi bên này đang chạy thì ăn ngay quả bóng vào mặt cậu đỡ bóng nhưng đã bị Akutsu cướp bóng rồi hắn tung cú sút vậy là đã ghi bàn khiến cho A ơi rất kinh ngạc khi cậu chuẩn bị đá bóng thì hắn đã sút. Lúc này tên Akutsu lại đến gây sự rồi hắn cho rằng cậu chỉ là một tên kém cỏi chỉ là gánh nặng cho gia đình. Sau hiệp 1 thì mọi người ra biết bọn họ đang chế nhạo và thể hiện với các khán giả. Ở bên đây Hana đến chữa trị máu mũi cho A ơi và cậu cũng nhận ra Hana chính là em gái của ông chú Fukuda. Hana nói Akasu hắn rất đáng sợ và là một cầu thủ giỏi hơn nữa hắn là người đầu tiên đã vượt qua được thi tuyển năm ngoái. Tạ à ơi rất tức giận khi hắn dám sỉ nhục đến cậu và cậu chắc chắn sẽ cho hắn thấy với khả năng của mình và vượt qua kỳ thi tuyển này. Hiệp 2 sau đó đã diễn ra à ơi bắt đầu dây bóng nhưng đã bị hắn cướp và cậu nhận ra hắn rất mạnh. Bất ngờ là lần này bọn họ không dùng đến kỹ năng truyền một chạm mà lần này chỉ chơi theo cách bình thường. Khi A ơi chuẩn bị lấy bóng thì cậu bị hắn đè xuống rồi hắn làm mọi cách để cậu bị thương để rời khỏi sân nhưng việc chế nhạo đến gia đình của mình cậu đã đứng dậy và không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Điều không thể ngờ là hiện giờ mọi người đang chơi trái vị trí nhưng vẫn bị ghi bàn. Bây giờ chỉ còn 10 phút nên mọi người cần phải đá hết khả năng của mình. Vì bọn họ hơn mọi người một tuổi nên muốn mọi người được như bọn họ trong vòng một năm. Điều đó đã khiến các ứng viên tụt giảm tinh thần thi đấu à ơi thì nghĩ rằng sau bao nhiêu cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ chỉ đến được đây thôi sao và cậu nhớ đến đôi giày mà mẹ cậu đã tặng. Dường như Canada và Nakano đã không còn tinh thần để chiến đấu nữa và kỹ năng của bọn họ rất mạnh nên không thể theo kịp. À ơi thì vẫn còn một chút hy vọng và những đứa bạn đã giúp cậu có được ngày hôm nay vậy nên cậu không thể nào từ bỏ được. Khi thấy Fukuda vẫn chú ý đến cậu đã khiến cậu nhớ lại lúc đó và cậu bây giờ càng quyết tâm hơn cú phạt góc đó cậu đã lao tới pha bóng Bên này mẹ của cậu đang tính thu nhập bình quân của một cầu thủ và nó ngang với nhân viên văn phòng bình thường rồi mẹ cậu nghĩ rằng cậu sẽ không được nhận nhưng anh của cậu vẫn tin cậu sẽ làm được. Khán giả rất kinh ngạc vì à ơi bị thương nhưng vẫn có thể chạy một cách bình thường và Hana cũng động viên cậu. Bây giờ chỉ còn 3 phút để thể hiện nên cậu cần phải ghi được một bàn thắng. Cậu nghĩ rằng Tachibana rất mạnh nên có thể đột phá được ở cánh và vì quê nhà của cậu đã tài trợ cậu đến đây nên không thể dễ dàng bỏ cuộc. Yuma đã nhường mọi người và chạm tay vào bóng nên đã bị phạt nhưng điều đó lại khiến Akutsu rất cay cú. Lần đá phạt này chính là Otomo và cậu cho rằng mặc dù cậu luôn căng thẳng trước trận đấy nhưng khi cất tiếng coi cậu có thể bình tĩnh và tập trung điều đó chứng tỏ cậu rất yêu bóng đá. Bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa nên đây là cơ hội cuối cùng để dứt điểm nhưng lần sút phạt này đã bị tên Akutsu phá bóng. Điều bất ngờ với tốc độ của Aoi ơi lại nhanh với sức tưởng tượng của hắn. Nagano đã lấy hết dũng khí của mình và truyền cho A ơi cậu di chuyển bóng lên nhưng bất ngờ đôi mắt của cậu lại thay đổi và có thể biết trước mọi thứ. Cậu truyền cho Tachibana nhưng khi cậu đã định sút thì bất ngờ tự động truyền bóng qua cho Otomo rồi cậu dứt điểm nhưng đã bị tên thạc lại phá bóng. Nhưng trước mắt hắn lại là Aoi ơi quả bóng bắt đầu hướng về cậu nhân cơ hội đó cậu đã tung cú sút vậy là đã ghi bàn thành công. Về lần kiểm tra phỏng vấn lần này, Fukuda đã nói cho cậu biết trận đấu đó là một phần để luyện tập, một tuần trước bọn họ đã biết được sẽ đấu với các ứng viên và Fukuda mong đợi họ sẽ hành nát mọi người dù có phải chơi trái vị trí. Sau đó bọn họ đã bàn bạc và đây cũng lần đầu tiên bọn họ chơi trái vị trí và mục đích đó cũng để tìm hiểu về các ứng viên. Nói xong Hoa à ơi cho rằng việc cậu không thể bỏ cuộc vì cậu vẫn nghĩ đến gia đình của mình và cậu cho rằng cậu chơi theo cách cậu thích mặc dù cậu đã gây rắc rối cho gia đình nhưng lần này là cơ hội để cậu báo đáp trả ơn. Khi quay trở về quê nhà của mình những đứa bạn rất ngạc nhiên nhưng sẽ mất 3 tuần để biết trước kết quả. A à ơi nhận ra cậu đã quên biết một em gái của câu lạc bộ nên có thể hỏi về kết quả. Bất ngờ là sau túi quần của cậu lại có một lá thư của Hana trong đó là các món ăn bồi dưỡng cho cậu khi đi thi đấu hay là tập luyện. Kết quả mẹ của cậu đã biết và cuối cùng cậu đã được chấp nhận điều đó khiến cho cậu rất vui nhưng mẹ cậu thì nghĩ rằng cứ như bóng đá đã khiến cậu dần xa lánh người mẹ. Hana nghe thấy điều đó cô đã nhận ra à ơi không xin phép mẹ mình mà tự ý đi đến Tokyo để thi tuyển và về khẩu phần ăn mà Hana đã soạn cho cậu đó là điều cần thiết giúp thể chất tốt hơn để chơi bóng và bộ não cũng phát triển. Bất ngờ là lúc này khi mẹ của cậu làm việc trở về thì nghe thấy A à ơi đang nói chuyện với một ai đó và nếu luyên chuyên thì A à ơi có thể kiếm được rất nhiều tiền để bù đắp cho mẹ. Điều đó khiến cho mẹ của cậu rất xúc động nhưng vẫn cố bình tĩnh lại và đến nói chuyện với Hana để biết thêm nhiều chi phí để đưa A à ơi đến đó. Vài ngày sau đó Hana và mọi người đã cho mẹ của cậu biết chi tiết về việc gia nhập vào câu lạc bộ thời gian dần dần trôi qua và đã đến lúc để cậu lên đường đến tokyo nhưng suốt thời đó cậu lại không hề một lần cho mẹ mình biết cảm giác thật sự của cậu sau khi xuân đến thì mẹ của cậu đã nhận ra đã dần khôn lớn và mẹ cậu đã sắp xếp đầy đủ áo quần và các thứ cần thiết mặc dù đây là giây phút cuối cùng nhưng vẫn chưa hề nói cho mẹ mình biết về cảm xúc thật của cậu vì những đứa bạn của cậu rất quan trọng nên cậu đã quay lại trường và gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến với mọi người sau đó cậu cùng anh trai nói chuyện rồi cậu nói rằng cậu phải thật vui vẻ nếu không sẽ khiến mọi người đau lòng trong 6 tháng vừa qua dường như mẹ cậu luôn nói chuyện với Hana và anh trai rất biết ơn Hana vì khẩu phần đó cũng rất tuyệt vời. Những đứa bạn vì không muốn cậu phải buồn nên đã đến tiễn cậu rồi cậu chụp chung vài tấm ảnh làm kỷ niệm rồi lên đường đến Tokyo nhưng anh trai quả cậu đã đưa món quà của mẹ dành cho cậu và bà ấy muốn cậu lên tàu rồi hàn đọc. Sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu đã quyết định đọc lá thư của mẹ mình trong đó là số tiền tiết kiệm để cho những thứ cậu cần cho cuộc sống hàng ngày bà ấy xin lỗi cậu vì đã tránh mặt mỗi khi cậu muốn nói chuyện và bà ấy cũng biết cậu đang muốn gì đêm đó khi trở về mẹ của cậu đã nghe hết mọi chuyện và bật khóc khi nghe được những lời đó nhưng vẫn không thể nói chuyện với cậu được món quà chia tay lần này bà ấy đã mua giày mới cho cậu tuy cậu rất chân thành nhưng mẹ của cậu vẫn rất lo về tính nóng nảy của cậu việc ủng hộ con cái mình đó là điều tất nhiên vậy nên bà ấy không thấy khó khăn gì cả bà ấy tin rằng cậu sẽ gặp được những người bạn giúp cậu tiến bộ nên cần phải biết ơn họ bà ấy cũng không hiểu gì nhiều về bóng đá bà ấy không cần biết cậu có giỏi hay không hay là lên chuyên nhưng điều mẹ của cậu tự hào nhất là khi cậu được sinh ra bà ấy tin rằng việc chơi bóng sẽ giúp cậu hạnh phúc hơn nên muốn cậu hãy chơi bằng cả trái tim và linh hồn mình sau khi đọc lá bức thư này đã khiến cậu bật khóc và điều đó khiến cho cậu càng quyết tâm hơn sau đó cậu đã đến được tokyo và điều đó khiến cho cậu rất vui nhưng vẫn chưa biết ai đã được tuyển nhưng điều không thể ngờ là cậu có thể thấy đội một đang tập luyện và họ cũng là người mà cậu đã nhìn thấy trên tv Hai cô gái kia cũng nhận ra cậu là người đã thi tuyển lúc đó và bọn họ rất vui khi cậu đã đạt bài thi tuyển. Rồi họ nói vì những dân tập ở cạnh nhau nên đội trẻ sẽ được quan sát những cầu thủ hàng đầu của Zilic và nếu may mắn thì sẽ được họ chỉ dẫn. Nói xong là Aoi gặp được hai đứa bạn đã từng thi đấu ở buổi tuyển chọn đó là Otomo và Tachibana. Vì hai người họ ở gần đây nên cũng sống ở ký thúc, biết được điều đó khiến cho Aoi rất vui nói xong là hai cô gái kia đến xin chữ ký của ba người và đó cũng là chữ ký đầu tiên của những ngôi sao trong tương lai của Emporian. Nhưng điều không thể ngờ là trong đó lại có cả chữ ký của người nổi tiếng tên là Kuji Chỉ với năm nhất mà anh ta đã được tập với đội một và có mối liên kết trực tiếp giữa Jesus với giới chuyên nghiệp. Nếu thể hiện tốt cả học sinh cao trung sẽ được chơi cùng Jilic những fan cuồng thì nghĩ rằng anh ta có tài năng đặc biệt nên anh ta có thể sẽ là người của tuyển Nhật Bản. Khi đến ký túc xá thì Aoi bắt gặp hai thanh niên của đội trẻ tên là Zuma và Asaji và bọn họ cũng bằng tuổi cậu hiện tại học ở trường sơ trung nhưng bọn họ được đôn lên vì đội trẻ thiếu người lúc này có một người đi đến và nói đã ký thêm một người sau khi tuyển trạch tên là Togashi. Aoi rất bất ngờ vì khi vào trong này sẽ được cấp bộ áo đá bóng và cậu cứ nghĩ sẽ phải chuẩn bị mọi thứ nhưng dường như đã chuẩn bị hết rồi. Về phần giới thiệu thì ký túc này được thiết kế cho cầu thủ ở và ăn tập trong đó có cả căn tin và phòng họp để bàn bạc. Vì là cầu thủ chính thức nên sẽ được đăng lên các bài báo và Aoi nhận ra người duy nhất được tuyển trạch lại không hề tới. Sau đó cậu đã gặp được một cầu thủ khác tên là Ra và cậu ta cũng được đôn lên từ đội trẻ sơ chung. Trong số các cầu thủ họ không giỏi bắt chuyện nhưng Zuma là người dễ bắt chuyện nhất và cậu ta cũng là một cầu thủ rất giỏi và Takeshima cũng rất thân với cậu ta và có thể dễ dàng bắt chuyện. Sau khi tập hợp đầy đủ các cầu thủ và những huấn luyện viên này tên là Tsukishima, Benzen, Nozomi và không thể thiếu đó là Fukuda. Vào thời điểm này người tuyển trạch đó đã đến và cậu ta rất vui mừng sau đó Aoi đi đến chào hỏi và cậu nhận ra Togashi rất ghét những người được đôn lên từ đội trẻ sơ chung. Sau khi tập hợp đầy đủ thì Fukuda lại quyết định một trận đấu nội bộ và trong trận đấu đó Tachibana nhận ra nếu người nào thể hiện tốt thì sẽ được vào đội A. Lúc này Hana đến đưa đồ ăn cho anh trai mình nhưng vì Fukuda đã ăn rồi nên Hana chỉ có thể ăn một mình mặc dù cô đã bỏ buổi tiết học để chạy đến đây. Nói xong là No Zombie cho rằng về Aoi có thể sẽ không được lên chuyên và trong vòng 3 năm tới thì Aoi sẽ không thể nào lên được đội A. Khi nghe điều đó lại khiến Hana tức giận và cô cho rằng Aoi chính là fan hâm mộ của cô. Sau khi nói xong thì Hana ra ngoài nhưng lại thấy Asito ở đây và cậu cũng nói đã nghe hết mọi chuyện rồi cậu cảm ơn vì đã thuyết phục vào những chuyện khác. Hana thì nghĩ rằng mẹ cậu rất tốt bụng và hai người họ đã thân nhau mặc dù chỉ nghe qua giọng nói nhưng cô biết mẹ của cậu rất quan tâm đến cậu. Asito nghe xong cậu lại cho rằng Hana rất tốt và rất dễ thương bên này trong lúc to khi ra canteen thì thấy hai người đang nói chuyện. Hana nói lý do cho cậu biết vì sao cô lại ủng hộ Asito là vì cậu đã khiến cô nhớ đến một cầu thủ và người đó rất quan trọng và khi quan sát cậu điều đó đã khiến cô phát cuồng vậy nên đó chính là lý do mà cô ủng hộ cậu. Hana nhận ra cậu đã ăn hết bento điều đó đã khiến cô rất tức giận vì sắp thi đấu mà cậu lại ăn nhiều rồi cô nói nếu muốn lên chuyên thì phải học cách chăm sóc cơ thể trận đấu nội bộ sau đó sắp diễn ra và trong trận này chỉ có các cầu thủ mới và nếu chứng tỏ được giá trị thì mọi người sẽ được lên đội a asito nhớ lại lúc đó no do mỹ đã nói cậu sẽ không lên được chuyên nhưng cậu vẫn lấy lại bình tĩnh và nghĩ rằng sẽ không để ông ta đánh giá trước khi cậu được thể hiện việc có lên chuyên hay không do cậu tự quyết định và cậu chắc chắn sẽ làm được vậy nên cho dù người nghĩ thế nào thì điều đó cũng vô ích vì cậu được rất nhiều người ủng hộ nên cậu không thể bỏ cuộc và cho họ thấy thành quả mà cậu đạt được và đó cũng là bước đầu tiên trên con đường lên chuyên trận đấu một đã bắt đầu và cậu quyết tâm sẽ ghi bàn và lên được đội A. Mặc dù cậu đã bảo mọi người truyền cho mình để ghi bàn nhưng vẫn không một ai chú ý đến cậu và Zuma đã truyền bóng cho Ku do ra nhưng đã bị Togashi cướp bóng ghi bàn nhưng lại bị trúng cột dọc. Asito thắc mắc tại sao Togashi lại đẩy đồng đội của mình nhưng Togashi lại cho rằng việc chứng minh giá trị của mình trong 30 phút là ghi bàn và cả hậu vệ cũng cần phải làm thế có vẻ như đây là trận đấu đánh giá nên ai cũng cướp bóng để ghi bàn khi tachibana di chuyển bóng thì bị asito cướp mất rồi cậu di chuyển bóng đến khung thành và không muốn ai phải phá bóng của cậu nhưng khi nhớ đến những đứa bạn và gia đình của mình đôi mắt của cậu lại đột nhiên thay đổi cậu đi bộ qua một cầu thủ và điều đó khiến cho cậu ta rất sợ hãi ngay thời điểm đó cậu đã vượt qua hàng thủ zuma cũng nhận ra điều đó nên đã truyền cho asito vậy là cậu đã ghi bàn điều đó khiến cho tachibana thắc mắc tại sao lúc đó cậu lại vô thức đi bộ mặc dù đội của họ thủ rất tốt nhưng khi Asito đi bộ đã làm hỏng nhịp thủ và khiến hàng thủ bị gián đoạn điều đó khiến cho Masuco rời vị trí và áp quá sát Asito. Nozomi thì nghĩ rằng cậu có một kỹ năng thú vị nhưng vẫn không nhận ra nó. ở bên này Togashi đang nói chuyện với Kuzoza và cậu cho rằng những người được đôn lên từ trẻ sơ chung hoàn toàn là đồ yếu kém. Asaji thì rất cay cú về chuyện đó nên cậu đã nói với Masuco muốn thay đổi vị trí để ngăn chặn việc Asito ghi bàn. Vì Togashi là hậu vệ nên cậu đã chuyển bóng cho Asito nhưng cậu phải vượt qua hàng thủ và người đó là Asari. Khi quan sát trận đấu lúc trước cậu nhận ra cậu ta có kỹ năng hơn cậu mọi thứ vậy nên khi được thư chấp nhận thì cậu đã tập luyện cùng với câu lạc bộ bóng đá. Cậu nghĩ rằng sẽ vượt qua Asari nhưng đã bị cậu ta cướp được và Zuma cho rằng cậu không nên di chuyển bóng qua đối thủ và muốn. Asito truyền cho cậu đến khi tìm được một vị trí tốt nhất và điều quan trọng nhất phải phối hợp ăn ý đó mới chính là bóng đá lần sau đó Asito được ra truyền bóng và cậu nhớ đến việc dùng một chạm có thế đặt bóng ở vị trí đó và có thể vượt qua nhưng đã đối thủ áp sát và cách xử lý bóng của cậu vẫn cần phải tập luyện nhiều hơn mặc dù cậu đã tập luyện rất nhiều nhưng kết quả vẫn không đúng như ý muốn điều đó khiến cho cậu càng thích thú với câu lạc bộ này và có thể đối đầu với các đối thủ mạnh mà người nhận ra Asito không thể vượt qua được Asaji và cô gái tên là Kaido cho rằng Asito sẽ vô dụng ở đội trẻ nhưng việc sỉ nhục đến fan hâm mộ của mình lại khiến Hana rất tức giận. Trong khi Asito đang phân vân không biết truyền cho ai nhưng Kuzoza đã nói cậu phải giữ bóng nhưng Asito vẫn không hề nhận ra. Rồi cậu ta cho rằng nếu cậu chú ý đến vị trí cũng như hướng truyền thì cậu đã nhận ra ý định đó Asito nghe xong thì chả hiểu cái mẹ gì. Otomo nhận ra các cầu thủ được đôn lê bất ngờ lại thay đổi và bọn họ đột nhiên chơi tốt hơn khiến cho Togashi cảm thấy ngạc nhiên. Nozambi nhận ra Asito không thể một chọi một thắng Asaji nên bọn họ đã thắt chặt đội hình và dùng những đường truyền ngắn. Sự thay đổi đó đội đỏ ngay lập tức đã phản ứng và phòng thủ chặt hơn và những học sinh được đôn lên mới có thể điều chỉnh được lối chơi. Về Asito thì cậu chẳng nhận ra lối chơi của họ đã thay đổi đó là vì cậu chỉ dựa vào trực giác của bản thân mặc dù có vài pha ghi bàn rất đẹp mắt nhưng cậu không thể giải thích được pha bóng đó và không thể thực hiện nó lại thêm một lần nữa. Tuy nhiên khả năng suy nghĩ của một cầu thủ chuyên nghiệp sẽ vượt rất ra nhiều những cầu thủ cao trung bình thường và một cầu thủ không biết suy nghĩ sẽ không bao giờ tiến bộ. Asito bên này cậu nhận ra không một ai truyền đến cậu điều đó khiến cho cậu rất ngạc nhiên nhưng lúc này asaji đến nói chuyện với cậu và cho rằng vào hôm thi tuyển đó asito đã vượt qua cậu ở một pha bóng điều đó khiến cho cậu ta cảm thấy bất thường và suy nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng cậu ta nhận ra đó chỉ là ăn may thôi nozomi cũng nhận ra cậu ta đã ám ảnh đến việc giữ bóng nên đã rèn luyện giữa chiến thuật cá nhân suốt năm khi nghe lời lẽ của asaji điều đó đã khiến cậu rất tức giận và cậu không thể để trận đấu kết thúc như vậy được Cậu định chạy tới cướp bóng nhưng đã bị Zuma ngăn cản và cho rằng họ không cần đến cậu nữa nói xong cậu ta di chuyển bóng đến khung thành và Nozomi nhận ra cậu ta đang dụ hậu vệ của đội đỏ. Khi cậu ta chuẩn bị truyền cho Kuzoza nhưng khi này Togashi đang chạy đến cậu nhận ra Togashi biết được điều đó nên đã chuyển bóng và thành công ghi bàn cuối cùng Togashi cũng đã thể hiện hết khả năng của mình sau khi quan sát trận đấu thì kaido biết được đó là sự khác biệt giữa mấu chốt giữa hai người và để làm chủ được chiến thuật cá nhân thì cần phải có khả năng truyền tải thành lời việc mình cần làm chỉ khi đó mới có thể hướng dẫn chính xác cho đồng đội và cô biết được zuma là người có tài năng xuất chúng từ khi còn ở đội trẻ sơ chung thậm chí với bàn thắng khi nãy cậu ta cũng là người đã cảm nhận ra được ý định của asito và giữ bóng gần khung thành có đủ nhận thức và kỹ năng để tận dụng cho đồng đội Bên này Asito đã nhận ra Asaji đang ngăn chặn không cho cậu di chuyển và từ nhỏ cậu đã từng trải qua một lần khi không một ai chuyển bóng cho cậu. Nhưng do chơi quá kém nên bị câu lạc bộ coi thường và bắt nạt. Sau khi kết thúc trận đấu người được chọn lên đội A lại chính là Zuma điều đó khiến cho Asito rất tức giận và cậu nghĩ rằng mình chỉ là một thằng vô dụng và cậu cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Bất ngờ là thanh niên Akusu lại đến gây sự với cậu và hắn cho rằng cậu chỉ là một tên kém cỏi nhưng vẫn lọt vào trong rồi hắn còn sỉ nhục đến gia đình của cậu. Việc xỉ nhục đến gia đình của mình điều đó lại khiến cậu tức giận nhưng hắn lại cho rằng khi vào đội trẻ này sẽ có rất nhiều chuyện và không giống như cậu nghĩ. Nói xong hắn bỏ đi nhưng khi nghe điều đó Ashito đã chạy đến gặp các huấn luyện viện muốn họ cậu chơi bóng đá để tiến bộ hơn. Sau khi suy nghĩ một hồi thì Kaido đã nhận ra lý do tại sao Hana lại thích Ashito đó là hai người họ có lối chơi rất giống nhau. Bất ngờ là lúc này Fukuda lại xuất hiện khiến cho Kaido xấu hổ. Từ lúc còn nhỏ Hana bố và dì đã định tái hôn cùng nhau và con trai của dì ấy chính là Fukuda. Điều đó khiến cho Hana rất bất ngờ vì được gặp người nổi tiếng. Và đôi mắt của anh ấy luôn rực cháy giống như Asito vậy sau chuyện đó Asito đã không ngừng luyện tập. Hana thì cho rằng ánh mắt của cậu vẫn luôn tự tin dù có rơi vào đường cùng thế nào thì ánh mắt đấy vẫn đầy sức sống và nếu như Asito không bao giờ mất đi tia sáng đó thì Hana chắc chắn cậu sẽ trở thành một cầu thủ tuyệt vời. Sau đó Asito gọi điện cho gia đình của mình và cậu nói rằng trong 3 năm nay sẽ trả đủ hết các số tiền chi phí. Buổi diễn luyện tập hôm nay đó là truyền bóng nhưng Asito lại để bóng lên mà không truyền cho người khác. Điều đó khiến cho Nana go nghĩ rằng cậu sẽ không lên được chuyên nhưng tai ra là cho rằng cậu đã từng quan sát của Asito và khi mọi người đã ra về Asito đã tập luyện một mình hàng đêm ở ký túc. Mặc dù cậu đã tập luyện rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn không khá hơn bất ngờ là lúc này Otomo và Tachibana xuất hiện muốn đến tập luyện cùng cậu và giúp cậu tiến bộ hơn. Vì đã thức đêm tập luyện rất nhiều nên hiện giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi nhưng Nozomi đã nhận ra Asito đã phá luật của ký thúc vì thức đêm tập luyện nhưng Togashi lại cho rằng không nhìn thấy gì. Lúc này tay đến gặp cậu và cậu đã biết được Asito đã luyện tập nhiều về kỹ năng đỡ và sút bóng nhưng để thực hiện tốt thì tay nói cho cậu biết Togashi tuy nhìn rất đáng sợ nhưng cậu ta nắm rất vững cơ bản. Vì sức khỏe không đê ư xê tốt nên cậu đã bảo hai đứa bạn nghỉ một ngày tập luyện. Sau đó cậu ôm quả bóng đi tập luyện một mình nhưng To Gasi muốn cậu nghỉ ngơi vì nếu không sẽ kiệt sức. Nhưng Asito lại cho rằng rất nhiều người họ rất giỏi nên cậu muốn đuổi kịp họ. Nghe được lời tâm sự đó đã khiến cho To Gasi cảm thấy rất thú vị và quyết định dạy cho cậu về kỹ năng đỡ và sút bóng. Mặc dù cậu ta đã dạy cậu rất nhiều nhưng Asito vẫn không thông não ra hiểu khiến cho To Gasi rất bất lực và cậu nói Asito phải thả lỏng cơ thể khi đá bóng. Nhưng cách dạy bóng đá của cậu ta lại khiến Asito hoang mang và cậu thắc mắc tại sao cậu ta lại bắt cậu đá bóng vào tường mà không chuyển bóng. Togashi thì cho rằng mục tiêu không phải là sút bóng và bắt cậu phải đá vào tường rồi cậu bảo Asito chuyển bóng cho mình nhưng lại chuyển quá chậm khiến cho cậu ta bất lực. Rồi cậu ta nói Asito phải mở rộng cơ thể ra nhưng Asito chả hiểu cái mẹ gì rồi cậu bảo Togashi hãy thể hiện hết khả năng của mình. Nhưng điều không thể ngờ cậu ta lại có thể đỡ bóng trong thời gian ngắn khiến cho Asito rất kinh ngạc và cú giúp của cậu ta rất chính xác và động tác rất hiệu quả. Bất ngờ là khi quan sát cậu ta đá bóng thì Asito mới nhận ra điều gì đó nhưng lại khiến Togashi nhớ lại lúc đó hồi lớp 5 cậu lần đầu đến với. Trung tâm thể thao quốc gia nhưng tất cả họ đều biết về gia cảnh tệ của cậu nên ai chẳng chú ý đến cậu điều đó cậu cảm thấy bản thân rất tệ. Vào thời điểm đó cậu đã gặp được một người nào đó anh ta thấy cậu có tài năng nên đã dạy cậu đá bóng và quan sát cậu tập luyện. Cậu nhận ra anh ta dạy rất giỏi và anh ta có thể dùng chính xác từ ngữ hằn sâu vào bộ não của cậu nhưng lúc đó vì không biết câu trả lời. Nên cậu đã nói anh ta nhưng anh ta lại nói rằng cậu phải tự tìm câu trả lời và nếu làm được điều đó thì cậu sẽ không bao giờ quên. Anh ta không ai khác chính là Fukuda và lúc đó ông ấy là quản lý của Eporian. Sau chuyện đó thì cậu đã ghi nhớ từng chút một của 15 phút tập luyện có thể tự mình bù đắp những chỗ thiếu và liên tục tập luyện những gì học được bất ngờ là lúc này hai cậu bạn của Asito lại xuất hiện và nhận ra cậu đã trốn tập luyện một mình. Hôm nay Nozomi quyết định sẽ có một buổi chơi mini game đó là 4 chọn 4 nhưng hai đội sẽ chơi theo hình kim cương và chỉ được di chuyển bóng về trước. Sau đó Asito nói với tay ra cứ việc chuyển bóng cho mình trận đấu đã diễn ra và Asito đã biết được câu trả lời của việc chuyển bóng quá chậm còn về việc. Kiểm soát bóng là cậu phải truyền đi đâu trước khi kiểm soát bóng và đến giờ cậu vẫn bận tâm đến việc dừng bóng và giữ bóng cho dù không đủ không gian. Và việc mở rộng cơ thể đó là để tăng tầm nhìn bao sân và đặt mình vào vị trí có thể truyền mọi hướng và vì cậu thuận chân phải nên có thể kiểm soát bóng để dùng ở góc chéo bên phải. Cậu nhận ra Nagano vẫn còn rất xa nên có nhiều thời gian để tự do đi chuyển nhận thấy Asito đã biết được câu trả lời Togashi cảm thấy rất vui và Asito cũng biết được mọi buổi tập đều có mục đích để tiến bộ hơn. Khi biết được toàn bộ câu trả lời điều đó khiến cho Asito rất bất ngờ sau đó cậu chỉ hướng và bảo tay ra hướng ra sau rồi cầu truyền bóng vậy là đã ghi bàn. Mặc dù Togashi chỉ dạy mấy điều cơ bản bình thường nhưng Asaji lại rất ngạc nhiên khi Asito lại có thể tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc. Sau khi quan sát Asito thì Nozomi quyết định sẽ dạy cậu chơi đá bóng bên này vì lần đầu đá với đội Anenzuma cảm thấy rất ngạc nhiên dù đã ghi tận 9 bàn nhưng bọn họ vẫn nói ra những sai lầm. Và vào ngày hôm nay, tổ đội của Asito sẽ tập luyện cùng đội A và về buổi tập luyện hôm nay đó là 11 chọi 21 đầu tiên sẽ là 11 người đội B và 21 người đội A. Chưa gì mới vào mà bọn hạ đã ghi bàn khiến cho Asito rất bất lực và không biết tại sao ông chú lại để 11 đấu với 21. Bất ngờ là lần này lại thay đổi theo hướng ngược lại nhưng bọn họ vẫn có thể ghi bàn thì chỉ số của đội B rất đông người điều đó khiến cho asaji cảm thấy bất thường và cậu nghĩ rằng nếu chơi theo cách bình thường thì có thể ghi bàn nhưng kỹ năng và thể chất của đội a lại cao hơn cấp độ cao chung rất nhiều và bọn họ không hề thể hiện hết kỹ năng của mình sau khi chạm trán với kanta nhưng hai người kia lại bảo cậu tập trung vào cách di chuyển bóng theo như cậu nghĩ nếu giữ được bóng thì sẽ chuyển được những người đang băng lên và sau akutsu cũng có khoảng trống nên có thể chạy vào đó và hướng về khung thành như vậy cậu có cơ hội ghi bàn khi Kuzoza chỉ hướng cậu truyền cho Asaji nhưng do không chú ý nên Asito đã truyền bóng cho Kuzoza và cậu ta đã bị cướp bóng vậy là bọn họ lại tiếp tục ghi bàn khiến cho hai người rất tức giận. Lúc này Nozomi đến gặp cậu và nói bài tập luyện tiếp theo đó là cậu phải tìm câu trả lời tại sao hai người họ lại nổi giận. Vậy là đã tới dịp nghỉ xuân nên mọi người đều chuẩn bị về nhà để thăm gia đình vì hai đứa bạn hiện tại đang ở Tokyo nên có thể đi qua lại. Citô thì vẫn ở đây và cậu nói mình sẽ ổn sau chuyện đó đến giờ cậu vẫn chưa thể nói chuyện với hai người họ và cậu nghĩ rằng cậu vẫn chưa thuần phục một cách tự nhiên như họ. Cậu cứ nghĩ họ xem cậu như một thành viên trong đội như không phải như vậy cứ đằng này cậu sẽ chẳng tiến bộ nên dành cả ngày để tập mấy bài cơ bản và cậu sẽ chăm chỉ luyện tập. Bất ngờ lúc này Hana lại đến gặp cậu và muốn cậu đi đến trường cấp 3 và vì cậu học ở đó nên cô muốn dẫn cậu đi. Rồi cô nói rằng vì cậu không có điện thoại nên mới vào ký túc xá nam lúc này ô tô lại quay trở về vì quên xịt nước hoa nên. Không thể tán mấy em sinh tươi được nhưng khi tới nơi thì lại thấy A Sito đang đi cùng một cô gái nào đó khiến cho cậu rất ngạc nhiên. Đẩy được một lúc thì A Sito không hề nói gì nên Hana đã chọc cậu khiến cho hai người bị rơi xuống sau đó cô đưa cho A Sito một thực đơn để chăm sóc sức khỏe nhưng cậu lại cho rằng cậu muốn ăn thứ mà cậu muốn. Sau đó hai người ngồi nói chuyện cùng nhau rồi Asito nghĩ rằng Hana sẽ làm một nhà dinh dưỡng học nhưng Hana nói cô muốn làm bác sĩ trong chữa trị gãy các chi vậy nên cô mới học thêm anh văn mỗi ngày mặc dù cô hơi bận bịu nhiều công việc. Asito khi nhớ lại chuyện đó thì cậu lại muốn luyện tập và cậu phải tốt hơn càng sớm càng tốt rồi hòa hợp với đội. Khi dẫn cậu đến trường cấp 3, cô giới thiệu đây là trường cao trung Tokyo Myosen và có mối liên kết với Esprian, vậy nên những người trong đội trẻ có thể ghi danh để nhận học bổng. Hiện giờ thì học phí vẫn còn rẻ và giáo trình cũng như sự kiện của trường đều được sắp xếp theo lịch tập. Rồi cô nói rằng khi nhìn thấy ánh mắt của cậu lại khiến cô nhớ đến một cầu thủ Asito thì không biết cầu thủ đó là ai và cậu bảo cô không làm mấy cái thực đơn này cho cậu nữa rồi cậu cho rằng có thể bồi dưỡng sức khỏe tốt nhất. Hiện giờ cậu chỉ muốn tập luyện và nếu có cái gì cậu không làm được trong hôm nay thì cậu phải làm được trong hôm nay. Khi thấy được trình độ của đội trẻ cậu đã nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau nên cậu phải luyện tập trong vòng 3 năm rồi cậu nói nếu cô không đồng cảm với các cầu thủ thì không nên can thiệp vào hana ngay xong thì lại rất tức giận rồi cô chạy tới đạp thẳng vào mặt asito rồi bỏ đi biết được mọi chuyện ô tô cho rằng cậu không có khả năng tán gái và không thể nhận biết thật cảm xúc của họ sau đó cậu đến lễ khai giảng và trong lớp rất nhiều người cậu quen biết việc hai người rất thân thiết là vì mẹ của juma làm lao công cho nhà kaido nên đã biết nhau từ hồi còn nhỏ Asito sau khi suy nghĩ một hồi thì cậu đến gặp Kuzoza và Asari để nói chuyện về lúc đó rồi cậu nói rằng về chuyện đó hoàn toàn là lỗi của cậu và cậu không hiểu tại sao mọi người lại không hợp nhau. Sau đó cậu kể lại toàn bộ sự việc lúc đó cậu đã định sẽ giữ bóng đến trước khung thành rồi truyền ra cánh và quay người rồi chạy cậu có thể ra sau Akutsu và đón đường truyền lại rồi sút và ghi bàn. Nhưng lúc đó cậu lại đối đầu với Akutsu và từ góc nhìn của mọi người thì không nghĩ cậu có thể vượt qua Akutsu và từ kết luận đó hai người lại tức giận. Kuzo ra nghe xong thì quyết định tham gia cùng cậu để kể lại lúc đó và về ý tưởng của đường truyền chéo thì cậu có thể truyền cho Tachibana ở cánh trái và cậu có thể truyền qua cánh đối diện. Trong lúc đó cậu có thể chạy vào giữa khi ở bên cánh phải thì Asaji có thể tạc ngang vào trong và cậu có thể ghi bàn. Nghe được điều đó Asaji lại không muốn cậu ghi bàn nhưng điều đó lại khiến Asito tức giận vì cậu là tiền đạo mà lại không được ghi bàn. Asaji thì cho rằng vì cậu là tiền đạo nên đã chiếm chỗ và khiến những đồng đội cũ của cậu không thể gia nhập. Otomo khi nghe điều đó lại rất tức giận và hai người lại gây xung đột sau khi trở về thì Asito vô tình bắt gặp Nozomi và ông ta cho rằng nếu cậu không chứng tỏ được cậu đã hoàn thành nhiệm vụ thì ông ta sẽ không cho cậu thi đấu 3 tháng tới. Hôm nay là trận đấu chính thức của đội B nhưng gia lại cảm thấy thất vọng vì chuyện đó và hành động của mọi người lại khiến cả đội xuống tinh thần. Mặc dù đối thủ không mạnh cho lắm nhưng cứ đàn này sẽ khiến cả đội thua bọn họ và kể từ lúc đó sự thù hận giữa cậu và Asari gần như đã làn đến hầu hết các năm nhất. Nhưng Asaji lại không vui vì Asito được chọn làm tân binh và điều đó lại khiến Otomo rất tức giận nhưng không thể để trận. Đấu này có cảm giác này được vào về chuyện lúc đó cậu vẫn chưa thể giải quyết được nhưng điều cậu có thể làm lúc này là chơi bóng. Lúc này cậu thấy ông chú đang gọi điện cho Hana nên cậu đã nói với cô là cậu đang ăn thực đơn cô và vì hôm nay có trận đấu nên cậu muốn cô đến cổ vũ. Nói xong ông chú bảo cậu có thể thắng trận đấu này không nhưng cậu lại cho rằng sẽ ghi bàn và ông chú nói sẽ còn rất nhiều điều thú vị và đó chính xác là lý do mà nó vui khi ta chơi. Trận đấu sau đó đã diễn ra nhưng Takeshima lại trên bóng của Otomo và hiện giờ không một ai để hỗ trợ. Khi bóng rơi vào tay ba người nhưng không một ai nhường nhau đến khi bị mất bóng thì thanh niên kia đã ghi bàn khiến cho tay ra rất tức giận. Điều đó khiến cho Hana rất ngạc nhiên vì mới 35 phút hiệp 1 mà đội B lại bị ghi 3 bàn thắng sau khi kết thúc hiệp một tay ra lại cảm thấy thất vọng vì ba người lại mang bầu không khí tệ hại từ buổi tập vào trận đấu điều đó khiến cho ba người bất cần mắc lỗi nên đã bị thủng lưới ba bàn mặc dù trong hiệp một Asito đã thử ở phòng ngự để không bị nhàm chán nhưng cuối cùng vẫn bất thành và đến bây giờ cậu vẫn không hiểu thứ mà hai người kia muốn và cũng không chú ý đến cậu nhưng nếu không phối hợp thì mọi người sẽ thua vì việc đó nên tay ra muốn huấn luyện viên nozomi thay ba người bằng những cầu thủ năm hai và ba và hiện giờ không thể chơi thế này được Nozomi nghe xong thì lại quyết định thay Togashi ở vị trí trung vệ trong hiệp 2 và mục đích của huấn luyện viên để xem Asito thể hiện hết khả năng của mình. Nghe được những điều Tazza đã nói cậu cho rằng họ chỉ đang muốn bảo vệ danh hiệu của mình nên không thể thua được nhưng Asito thì nghĩ rằng điều đó không. Đúng và nếu không phối hợp nhịp nhàng và không giao tiếp nhưng cậu biết rất rõ hiện giờ mọi người đang cố gắng hết sức và quan trọng hơn chiến thắng. Khi nghe được điều đó Nozomi cho rằng nếu mọi người thua trận đấu này thì hình phạt sẽ chạy suốt cả mùa hè. Sau đó hiệp 2 đã sắp diễn ra nhưng tay ra cho rằng đường thẳng mà ba người tạo ra hoàn toàn vô dụng Asito khi nghe điều đó cậu đã nhận ra việc họ nổi giận và biết được một điều gì đó rồi cậu đến gặp Asari. Cậu nhận ra cậu ta rất giỏi về việc chóng cánh và bằng cách nào đó Asari luôn ở sau cậu và về cu do ra thì cậu ta luôn chạy trổ ở giữa cậu và Asari. Sau những chuyện xảy ra cậu cứ nghĩ họ không hiểu lối chơi của mình đang chơi và không quan sát nhưng điều cậu nhận ra đó là cậu không quan sát đến họ. Khi Asari di chuyển bóng, Asito biết được hai người hầu hết ở khoảng cách bằng nhau và nếu cậu lấy bóng và dẫn nó mà không cần quan sát xung quanh họ phải cố gắng theo kỳ cậu. Ngay lập tức ánh mắt của cậu lại thay đổi rồi cậu chạy đến Asaji và Kuzoza nhận ra điều đó nên đã chạy tới rồi Asaji truyền cho Asito rồi cậu truyền cho Kuzoza nhưng vì không có ai đến hỗ trợ nên đã phạt một quả biên. Sau 5 phút trôi qua Tsukishima nghĩ rằng lỗi đó là do Asito mặc dù bóng rất đẹp nhưng Asito chỉ đứng đó và không. Làm gì cả nhưng Tsukishima vẫn chưa nhận ra một điều và trong 30 phút này Nozomi chắc chắn Asito sẽ làm được. Khi Asaji nhìn thấy ánh mắt của Asito, ngay lập tức cậu đã truyền bóng khi quan sát ba người họ Hana nhận ra họ đang ở cánh trái và Asito biết. Được về trận đấu lúc đó, điều họ muốn cậu làm đó là truyền rồi lập tức hỗ trợ người nhận và hiện giờ cậu phải tập trung vào di chuyển của hai người. Biết được điều đó, Hana nhận ra họ đang giao tiếp bằng mắt. Ngay lúc Asito chuẩn bị sút cậu đã nhận ra có người kèm phía sau nên đã chuyển bóng cho Asari vậy đã ghi bàn thành công điều đó khiến cho tay ra rất vui. Chị gái bên cạnh Hana cho rằng trong thời điểm đó cách hiệu quả nhất là giao tiếp bằng mắt và mỗi cầu thủ đều phải có kỹ năng đó và nếu có thể giao tiếp thì ba người họ đã có một mối quan hệ lý tưởng. Ba người không ngừng giao tiếp và cậu biết được Asari muốn cậu chạy vào trong và trong khoảng cách này có một khoảng trống để dứt điểm và điều đó Asito đã biết được bóng đá là môn thể thao mà ba người có thể dẫn banh về phía trước. Ngay lập tức cậu bảo Asaji chuyền bóng cho Kuzoza và khi chuyền đến cho Kuzoza cậu ta đã dứt điểm và Asaji cuối cùng đã làm lành với cậu. Sau khi quan sát thì Nozomi nhận ra điểm yếu lớn nhất của Asito đó là tầm nhìn hạn hẹp với bóng đá của Asito và cậu chỉ nhìn mọi thứ ở mức độ cá nhân. Ví dụ như điển hình về một cầu thủ không thể nhìn trước mắt tuy nhiên hình dạng cơ bản trong bóng đá đó là hình tam giác và cần ít nhất 3 người để làm được mọi thứ vì không muốn thua nên đội kia đã cố tình bị thương để câu thời gian nhưng điều đó lại khiến to Gassi bất lực và thế là ăn ngay một thẻ vàng lúc này cu doja đến gặp cậu và có chuyện muốn nói theo như cậu được biết thì trong trận đấu lúc đó mọi người chỉ toàn dựa vào số lượng nhưng mục đích của buổi tập luyện đó là về việc mọi người có thể chơi bóng đàng hoàng hay không dù có số lượng có nhiều đến đâu đi nữa về việc hình dạng cơ bản của bóng đá đó là hình tam điều đó đã khắc sâu và bọn họ từ hồi còn ở xưa chung nghe được điều đó thì Asito biết được cu do lúc đó đã cố tạo ra một tam giác với cậu. Nhưng Asaji lại cho rằng cậu lại thực hiện nó mà không hiểu gì về khái niệm của hình tam giác và lúc đó cậu không hề để ý đến bọn họ. Khi không còn cách nào khác nên bọn họ cố ra ra dấu để cậu đưa bóng ra cánh nhưng cậu lại truyền cho cu do vì họ cướp mất bóng. Việc tạo ra hình tam giác rất khó nên đó là quá trình tập luyện rất lâu dài đối với bọn họ. Từ khi bọn họ đến được đây dường như bọn họ không hiểu thái độ của cậu Asito ngay xong thì cậu đã nhận ra được một điều dù cậu. Đã học hỏi bóng đá qua cọ sát nhưng vẫn không hề tiến bộ gì vậy nên cậu cần phải hấp thụ mọi kỹ thuật từ các đồng đội tốt. Trận đấu sau đó đã tiếp tục diễn ra sau suốt thời gian qua Asito cứ nghĩ bóng đá chỉ cần giữ bóng trong chân rồi ghi bàn nhưng nó không chỉ có vậy khi ba người cầu thủ tạo ra một hình tam giác điều đó khiến cho đối phương bị dụ và tạo ra một khoảng trống. Một góc của tam giác luồn qua khoảng trống đó đặt áp lực vào hai góc còn lại và những cầu thủ sẽ đến hỗ trợ sau đó chuyển bóng lại quanh tam giác để đội bạn di chuyển sau khi những khoảng trống đó bắt đầu tăng dần điều đó sẽ tạo nên một khoảng trống lớn ở giữa đội hình và nếu tiếp tục sẽ ghi bàn. Ngay lập tức ánh mắt của cậu lại thay đổi nhưng điều không thể ngờ là cậu lại có thể thấy trước diễn biến. Cậu biết được ô tô mô sẽ ghi bàn nên cậu đã bảo Asa di chuyển bóng vậy là cậu ta đã ghi bàn và cậu nhận ra mọi người đều di chuyển theo những gì cậu đã hình dung và điều đó khiến cho mọi người rất kinh ngạc sau khi quan sát cú pha bóng vừa rồi kaido biết được asito đã thay cu do ra bởi otomo như một góc hình tam giác lúc đó asito đã chạy như một hình động từ trái qua khu vực vì đội bạn đã cảnh giác với bộ ba ở cánh trái nên đã cử hai cầu thủ đến thèm. nhưng asito đã nhử những cầu thủ đó theo để dọn đường cho cú sút của otomo và cũng để kéo sự tập trung của asaji về phía otomo Asito đã hướng ánh mắt của Asaji về phía Tomo khi chạy ngang qua Otomo những điều bất ngờ nhất là trong trận đấu Asito không chỉ nắm được lý thuyết tạo ra hình tam giác mà còn có thể tự tạo ra nó. Kể từ lúc xung đột đó, Zuma đã thấy cậu có thể nhớ tất cả đội hình của 22 cầu thủ rất chính xác và điều không thể ngờ là không ai có thể nhớ một cách chính xác như thế. Theo như Togashi được biết thì tốc độ phát triển của Asito lại đáng kinh ngạc và nếu như hiểu được nó thì Asito có thể vận dụng nó khi biết được mọi thứ điều đó khiến cho đầu của cậu trong váng nhưng khi đến lấy bóng thì lại gặp hana ở đây và cô muốn cậu phải thật bình tĩnh asito nghe xong thì cảm thấy rất vui và cho rằng sẽ ghi bàn đi cô vì thời gian không còn nhiều nên mọi người phải thể hiện hết khả năng của mình ngay lập tức ánh mắt của cậu lại thay đổi khi nhìn từ trên xuống dưới tầm nhìn rất hạn chế và những cầu thủ trên thế giới mới có thể làm được điều đó ngay lúc này quả bóng đã rơi vào tay cậu vậy là cậu đã dứt điểm và cuối cùng đội của cậu đã thắng và về chiến thắng lần này kaido đã đầu tư một buổi ăn mừng cho mọi người sau chuyện đó thì asaji cũng đã cảm thấy mình có lỗi nên đã làm lành với asito lúc này ở trên tv lại trình chiếu một trận đấu đá bóng và trong đó có một cầu thủ nổi tiếng mà lúc đó asito đã được hai cô gái kia giới thiệu thấy asito có vẻ muốn biết về anh ta nên kaido muốn cậu xem cách chuyển động của anh ta và tưởng tượng ra cậu sẽ làm gì khi ở vị trí đấy và nếu không thể thì cậu hãy mô tả những gì cậu đã thấy được khi nghe điều đó thì asito cho rằng nếu là cậu đang ở trên sân thì sẽ rất vui và ghen tị với tài năng của anh ta trong thời điểm anh ta bị chặn bóng, anh ta có thể dễ dàng vượt qua khiến cho cậu rất kinh ngạc và cậu nghĩ rằng nếu lúc đó bị chặn thì cậu sẽ di chuyển bóng qua người khác. Bất ngờ là lúc này cậu nhận ra ba người đã tạo ra hình tam giác. Hai đồng đội đến hỗ trợ và cậu sẽ phối hợp để thoát khỏi những người theo kèm cậu và anh ta đã chọn đường chuyển bóng. Có rất nhiều người ở cánh phải nên Asito biết được đó là ngõ cụt và nếu là cậu thì cậu sẽ chuyển lại cho anh ta và ghi bàn ở cánh trái nhưng anh ta lại đá ở cánh phải và tạo ra một khoảng trống có thể. Khi bàn nhưng kết quả không đúng như ý muốn và nếu quả bóng đó lệch vài cm thì bội bên kia có thể phản công nhưng anh ta lại không trần trừ và điều đó khiến cho Asito rất kinh ngạc. Khi quan sát trận đấu Asito muốn được giống như anh ta nhưng không biết làm cách nào. Kaido nói cho cậu biết lúc đó anh ta từng nói khi phỏng vấn rằng dù cho có là tình huống nào đi nữa thì tôi sẽ ngay lập tức đưa ra bốn. Lựa chọn khả thi rồi chọn một trong số đó Asito nghe xong thì cho rằng cậu chưa từng lựa chọn và chỉ luôn hành động duy nhất ở bất cứ lúc nào. Kaido thì khuyên cậu nên học điều gì đó từ trận đấu của anh ta và biến nó thành riêng của cậu. Sau khi trận đấu kết thúc đội của anh ta đã thắng với tỷ số là 2-1 và đây là lần đầu Asito thấy anh ta phóng vấn nên rất ngạc nhiên nhưng tai ra cho rằng cậu đã xem anh ta thi đấu kể từ hồi sơ chung. Đối với những cầu thủ như bọn họ khi gia nhập học viện từ hồi tiểu học bọn họ cảm thấy khá ổn trước khi đến tận đây. Thông thường bọn họ đều nghĩ sẽ trở thành cầu thủ đỉnh nhất ở bậc sơ chung nhưng khi thấy Kuji ngày đầu tập luyện cậu đã rất ngạc nhiên và nghĩ rằng sẽ nhắm đến top 2 thôi và anh ta cũng là cầu thủ giỏi thứ hai trong đội. Và về phỏng vấn lần này, anh ta nói rằng anh đã tập luyện cùng đội đầu tiên và đó cũng là khoảnh khắc mà anh cảm thấy không thể theo kịp. Khi phóng viên hỏi mấy câu vô giá trị anh ta sẽ nhìn vào họ như thể họ biết được họ đang nhắm tới điều gì và nhận ra người phỏng vấn đó rất khó tính. Bên này, Fukuda quyết định vào ngày mai sẽ có chế độ tập luyện khác và thể chất là từ dành cho những ai kỹ thuật kém. Và khi nghe điều đó, Asito nhận ra anh ta tin tưởng đến kỹ năng mới là thứ quan trọng nhất dựa trên sự tự tin vững chắc vào kỹ thuật của anh ta. Khi quan sát mọi thứ, Asito cảm thấy anh ta rất tuyệt và muốn được gặp anh ta một lần vào đấu cùng anh ta để lên đội A càng sớm càng tốt. Nhưng Kaido lại cho rằng anh ta sẽ quay lại đội A và cậu có thể trò chuyện với anh ta ngang bằng sau khi nói chuyện được một thì Asito nhận ra Hana không có ở đây bất ngờ lúc này có một thông báo là cầu thủ kenta bị chấn thương trong trận đấu với amori nên sẽ chuyển vài cầu thủ tuyến trên từ đội b sang đội a trong trận đó fukuda sẽ theo dõi và quyết định ai được chuyển lên và đó là cơ hội lớn để mọi người tiếp tục thể hiện tài năng của mình hana bên này thì đang suy nghĩ về asito mặc dù cô không biết gì về bóng đá nhưng cô đã bỏ thời gian để chỉnh sửa thực đơn và vì asito muốn ăn ngon nên cô mới thay đổi nhưng bây giờ cô không thể đưa cho cậu được sau bàn thắng đó, việc lên đội A lúc này đã ở trong tầm mắt của Asito nên cô quyết định không cản trở nữa Asito khi này thì cậu cảm thấy rất vui vì tuần nào cũng được đá. Mặc dù cậu đã thức trắng đêm luyện tập suốt tuần qua nhưng cậu cho rằng là mình vẫn ổn. Rồi cậu chắc chắn cậu sẽ có được lối chơi của Kuji và sẽ lên đội A sau đó trận đấu đã diễn ra. Kaido nhận ra dường như bọn họ đã phối hợp rất ăn ý nhiều so với tuần trước trong trời điểm Asito định giúp cậu đã nhớ lại kỹ thuật của Kuji rồi làm theo anh ta nhưng lại đá bay qua bên kia. Lần này cậu truyền cho Kuzora theo như cậu phân tích thì cậu ta đang đột phá để có khoảng trống vậy nên cậu sẽ nhắm vào chỗ đó và để cậu ta đón bóng bổng. Thế là cậu sút một quả chọc khe bất ngờ nhưng lại thất bại và cậu nhận ra quả bóng không đến đúng chỗ mà cậu muốn nhưng điều đó lại khiến cả đội tức giận. Zuma khi biết được chuyện đó cậu cho rằng cả hai lần đó Asito chuyền bóng cho cầu thủ đang bị che bởi đối thủ mà không chần chừ sau khi kết thúc hiệp một khi lắng nghe những lời Fukada nói mọi người đã bình tĩnh trở lại nhưng nozomi khuyên Asito nếu muốn bắt trước như Kuribayashi thì hãy tập trung vào từng chuyển động của anh ta và suy nghĩ truyền là truyền cho dù nó có được gọi là đường truyền chết người hay đường truyền ngắn và nó cũng chỉ là phương tiện để ghi bàn Asito khi nghe điều đó cậu cũng đã hiểu được đó là quả bóng phải đến chỗ đó và nếu qua được thì sẽ ghi bàn ngay lập tức cậu truyền bóng cho Otomo khi bị đối thủ ám sát cậu nhận ra Asito bên kia và ngay lập tức truyền bóng vậy là Asito đã ghi bàn. Điều bây giờ cậu cần phải làm đó là cải thiện độ chính xác của đường truyền và nhiệm vụ chính của cậu sẽ là ghi bàn và đó cũng là niềm tự hào lớn nhất khi cậu được làm tiền đạo. Sau trận đấu đó cậu đã đến gặp Fukuda và trận đấu lần này đã đạt tỷ số 3-0 và cậu nói nhờ Fukuda mà cậu càng tận hưởng bóng tốt hơn. Điều không thể ngờ là ông ta đã quyết định cậu từ tiền đạo trở thành hậu vệ cánh và chơi đấu thường quốc tế như một chuyên gia hậu vệ cánh và đó cũng là kỹ năng phù hợp với cậu ở vị trí đó. Và ông còn nói rằng nếu cậu là tiền đạo thì bóng không ở yên trong chân và điều đó sẽ dẫn đến việc không thể lên được đội A và trong chạy nước rút ngắn cậu không hề có sức bùng nổ trong 10 mét đầu đó cũng là điểm chí mạng đối với tiền đạo. Mặc dù cậu có con mắt tinh tường để ghi bàn nhưng cậu không có khả năng để hỗ trợ nó và đó cũng là kế hoạch của ông lúc đồng. Lúc đó cậu đã lấp đầy chỗ trống mà ông có ở vị trí hậu vệ cánh trong tầm nhìn của ông như một mảnh ghép và nếu ông nói cho cậu biết trước lúc đó thì cậu sẽ không gia nhập vậy nên ông mới lập ra một kế hoạch và nếu cậu không trở thành hậu vệ cánh thì sẽ không được tham gia vào câu lạc bộ này nữa. Asito nghe xong cậu đã bỏ đi với cảm giác đầy vô vọng. Sau trận đấu đó thì Nozomi quyết định mọi người có thể đá với đội A và nếu không đủ thời gian đá ở đội A thì ông sẽ cho mọi người ra sân ở các trận của đội B. Nói cách khác thì hiện giờ mọi người đang ở giữa đội A và đội B và Asa dĩ quyết tâm sẽ cho họ thấy cậu xứng đáng để trở thành tân binh chỉ trong một tháng. Mặc dù mọi người cũng đã kỳ vọng vào Asito rất nhiều nhưng Asito vẫn chưa được đưa lên độ Á bất ngờ là lúc này Togashi nhận ra Asito không đến đây. Về kế hoạch lúc đó, Nozomi cho rằng ba người này là lựa chọn của duy nhất trong đợt tuyển chọn năm nay nhưng ông nghĩ rằng Asito sẽ không qua được và vẫn còn thiếu rất nhiều thứ và không thể tưởng tượng. Khi Asito sẽ chơi ở tuyến trên của Eporian và vì điều đó nên Fukuda quyết định Asito sẽ làm hậu vệ cánh nhưng Nozomi lại cho rằng Asito sẽ không chấp nhận việc đó nhưng Fukuda chắc chắn sẽ làm được. Khi biết được Asito đã bị chuyển sang vị trí hậu vệ điều đó khiến cho mọi người rất sốc và bốn người đã chạy đi tìm Asito. Hana khi này đang làm bài tập thì nhận được một tin nhắn ngay lập tức cô chạy đi tìm Asito và vào ngay tổ chức lễ nhập học. Lúc đó Nozomi thắc mắc đến khi nào thì Fukuda nói cho Asito biết nhưng Fukuda cho rằng sẽ phải nắm rõ cơ bản nên sẽ cho Asito chơi ở vị trí tiền đạo để nâng cao kỹ năng trước. Trong cuộc nói chuyện của hai người Fukuda nhận ra Asito đến đây nên muốn Nozomi động viên Asito và nói Asito không thể làm tiền đạo và điều đó sẽ tốt cho Asito vậy nên Nozomi cần phải diễn như người xấu. Sau chuyện đó thì mọi chuyện cũng đúng như dự đoán của Fukuda và Nozomi đã biết Fukuda từ lúc trong trận đấu giải và nếu Asito trở thành hậu vệ cánh thì khả năng cao hai người có điểm gì đó rất giống nhau. Hana khi này cô chạy khắp nơi để tìm Asito và đó cũng là một cú sốc chí mạng đối với một tiền đạo như cậu. Lúc này Hana đã tìm thấy cậu nhưng cô nhận ra ánh mắt của cậu dường như đã dập tắt hy vọng sau đó cô đưa cậu trở về nhà cô để đãi một bữa ăn nhưng cậu vẫn ung dung trầm tư như vậy khiến cho cô cảm thấy bất thường. Nhưng những quyết định của Fukuda luôn có một lý do ở phía sau và cô rất buồn nếu cậu từ bỏ. Khi thấy cậu như vậy, cô lập tức lấy máy ra và gọi điện cho mẹ của cậu để bình tĩnh lại và mẹ cậu nói nếu mọi thứ không tốt thì hãy cứ về nhà. Mặc dù Hana không biết gì về bóng đá nhưng cô chắc chắn mọi thứ không dễ dàng và cô mong cậu sẽ nhìn nhận bóng đá. Asito khi nghe những lời đó thì cậu cũng đã bình tĩnh trở lại trong khi thanh niên này đang tập luyện thì Kuzibazashi đến gặp anh và có người anh muốn gặp đó là Asito và vì cú sốc đó nên Asito đã bỏ đi nhưng thanh niên này lại muốn Asito từ bỏ. Lúc này Asito đã trở lại nhưng thanh niên này lại đi gây chuyện và cho rằng Asito sẽ từ bỏ vì điều đó nhưng cậu lại đi đến hắn và muốn hắn dạy chơi hậu vệ cánh mặc dù cậu thực sự không muốn nhưng vì Hana đã động viên cậu nên cậu đành phải chấp nhận. Sau đó Asari và Togashi quyết định dạy cậu chơi ở cánh hậu vệ để trả ơn món nợ vào ngày lễ khai giảng mặc dù đã là tiền đạo nên việc đổi vị trí sẽ rất khó thích nghi nhưng Asito vẫn quyết tâm cố gắng. Nhưng Togashi lại cho rằng nếu cậu không biết sự xáo trộn thì sẽ không thể đá bóng được nữa và vào hôm nay sẽ có một buổi trận nhỏ đội A và B sẽ được chia thành hai nhóm 9 người. Mục tiêu đó là làm rõ vị trí và vai trò giữa những đồng đội trong đội như vậy sẽ giúp kiềm chế khỏi việc bị quá sức. Sau khi trận đấu sắp diễn ra Nozomi đến gặp Asito và động viên cậu hãy cố gắng với vai trò là hậu vệ cánh khi cậu đứng ở vị trí hậu vệ cánh thì cậu nhận ra góc nhìn hoàn toàn khác xa với tiền đạo. Đội của bạn đang ở rất xa và cậu có thể thấy hết mọi người bên cạnh cậu là Takeshima mặc dù cậu ta là một đội thiên về tấn công nhưng cậu ta đã biết hậu vệ cánh từ hồi còn nhỏ. Sau đó Asito hỏi cậu ta về lời khuyên khi làm hậu vệ cánh nhưng cậu ta chỉ nói là sự xáo trộn và nếu làm đúng thì có thể lên tấn công hoặc ở lại. Luôn có một lý do phía sau những điều Fukuda nói nhưng cậu không thể từ bỏ làm tiền đạo và không thay đổi và sẽ thử làm hậu vệ cánh. Khi cậu quay trở lại làm tiền đạo thì cậu sẽ nhận ra những điều ông chú đã nói và nên chơi vị trí này. Cậu nhớ lại lúc đó Takeshima đã nói đó là sự xáo trộn và hiện giờ bóng vẫn ở trên sân nên cậu nghĩ rằng không cần phải phòng thủ và có thể. Tấn công nhưng Takeshima đã cản cậu lại vì hiện tại bên cánh phải đã có người tấn công trước nên cánh trái phải chạy về trung tâm điều bây giờ cậu cần phải làm đó là quan sát đội hình và xem có tấn công được hay không lúc này có một cầu thủ đang nhắm đến cậu thế là cậu thay đổi vị trí và giữ trung tâm nhưng Takeshima lại cho rằng cậu đang xáo trộn và lúc này đã có người phá bóng khi nghe những điều đó asito nhận ra nếu di chuyển thêm chút nữa thì bên cánh sẽ bị chống và đó cũng là rủi ro của một hậu vệ takesimi khuyên cậu nên tập trung vào vị trí hậu vệ và nó hoàn toàn khác với tuyến trên và togashi cũng khuyên cậu nên thủ thật chặt sau một lúc thì cậu cũng có cơ hội để dẫn bóng và khi cậu thấy Masuku không dâng lên nên cậu có thể tấn công nhưng cậu lại bị tên Akutsu áp sát. Ngay lập tức Togashi bảo cậu phá bóng nhưng hắn đã lấy được và Takeshima nhận ra hắn đang nhắm đến khoảng trống bên cánh trái và hiện giờ vẫn còn hai tiền đạo đang giữ trung tâm nên Togashi không thể đến và đã bị hắn ghi bàn. Asito bên này thì cậu không biết quyết định như nào và cậu không thể hiểu được phải cần chạy bao xa và cậu nghĩ rằng có lẽ cậu không hợp với vị trí hậu vệ này. Bất ngờ là lúc này thanh niên kia lại đến ngây chuyện và cho rằng đội cậu rất tệ rồi hắn bảo Asito nên quay về ký túc rồi dọn đồ vì cậu chả có tài năng gì. Asito bây giờ cậu cảm thấy chán với vị trí này và muốn dâng lên tấn công như một tiền đạo nhưng Takeshima lại ngăn cản cậu và khi hai người đang nói chuyện Asito đã để lộ một khoảng trống và cú sút đó may mắn Otomo đã chặn được. Ngay lập tức Akutsu lao đến và hắn va chạm với Togashi nhưng vì cơ thể hắn quá cứng nên cậu không thể đọ nổi và cú sút đó Asito đã chặn được. Trong cú phạt góc lần này, tên kia lại gây sự với Togashi mặc dù Asito đã đến xin lỗi nhưng vẫn bị xem là một gánh nặng. Nhưng vì không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người nên cậu phải làm gì đó ngay lập tức ánh mắt của cậu lại thay đổi. Cú phạt góc đã nhắm đến Akutsu nhưng Asito đã chạy tới trước và lúc đó Fukuda đã bảo đội của cậu là một yên và 10 yên là đội hình và bọn họ sẽ chuyển bóng một lượng lớn bóng bổng để cậu đón lấy khi biết được điều đó cậu đã nhận thức được sau đó cậu đã lấy được bóng của akutsu rồi cậu truyền bóng đến tachibana nhưng khi cậu ta định ghi bàn thì đã hết giờ vì là một hậu vệ nên takeshima bảo cậu đừng lo quá và chỉ cần thủ thật chặt và nếu ở trung tâm quá đông và khi cả đội tấn công ở móc phía sau thì nó cũng chẳng thành vấn đề và takeshima bảo cậu nên luyện xáo trộn và cậu biết được tầm nhìn của ashito rất đáng kinh ngạc và nếu cậu học cách tính toán thì sẽ hiểu được thôi rồi cậu nói Asito nên xem cách chơi của Kuji Bajashi vì trong trận đấu đó có một thứ mà anh ta có thể biến nó thành của riêng mình và anh ta luôn làm điều đó trong các trận đấu như một cách để thêm sự lựa chọn cho anh ta. Và nếu cậu biết được điều đó thì cậu sẽ cảm thấy rất vui khi làm hậu vệ. Sau đó Kaido đến gặp Takeshima và Togashi để nói chuyện để làm rõ về ý nghĩa tại sao Fukuda lại chuyển Asito ở vị trí hậu vệ cánh. Mặc dù cô không biết nhiều gì về bóng đá nhưng cô đã quyết định làm một quản lý cho đội. Về suy nghĩ của Asito thì từ lúc ban đầu cô nghĩ Asito hoàn toàn không thuộc về đội trẻ nhưng sau khi xem trận đấu với Cao Trung cô đã nhận ra Asito có tầm nhìn rất đặc biệt và không một ai có thể nhớ. Hết vị trí của từng cầu thủ ở trên sân nhưng Asito lại có thể nhớ vài một vị trí cầu thủ và đoán được hành động của một vài người và cô cho rằng vị trí hợp nhất của Asito đó là tiền vệ tấn công. Về suy nghĩ của Togashi lúc đó cậu có xem một chương trình thử nghiệm về tầm nhìn của mỗi cầu thủ và gắn bằng camera nhỏ trên đầu và sau khi xem đoạn ghi hình đó và cao nhất họ chỉ nhớ được ba vị trí của cầu thủ nhưng người này có thể nhớ và chỉ ra chính xác từng vị trí của cả hai đội và đó là quá trình luyện tập trên cả tài năng tươi bẩm và về việc Asito chơi hậu vệ cánh Takeshima thì cho rằng khi làm hậu vệ cánh chỉ có thể ở đó hỗ trợ giống như Hương Sa trong Sorry và từ kết luận của hai người đưa ra vị trí của Asito đó là một người kiến tạo sau khi xem trận đấu của Kuzi cậu nhận ra đó là đường truyền chọc khe và vì nó chạy quá nhanh nên cậu không thể tập trung được rồi cậu đến gặp Nozomi để xem những trận cũ của anh ta. Mặc dù cậu không muốn làm hộ vệ những vì không muốn gánh nặng cho đồng đội nên cậu sẽ cố gắng và vượt qua trở ngại đó. Sau khi xem trận đấu cũ của anh ta, Asito đã viết lại những kỹ thuật đó và trước khi anh ta nhận bóng, anh ta lại quay sang phải hoặc trái và tốc độ đáng kinh ngạc. Nhưng trước khi đến nhận bóng, chuyển động của anh ta hoàn toàn vô ý thức khiến cho cậu rất ngạc nhiên. Mặc dù cậu đã tập quay đầu suốt một tuần nhưng vẫn không có tiến triển gì và Kaido nở hận ra chuyển động quay đầu đó là điều cơ bản và rồi thực hiện nó như một cách máy móc. Bằng cách nhìn quanh sẽ nắm bắt được tình hình trên sân và bằng cách thể hiện sự chú ý với những thứ xung quanh đội bạn sẽ do dự khi cướp bóng của anh ta. Mặc dù Asito đã quay đầu rất nhiều nhưng vẫn không biết nhìn cái gì và hiện giờ cậu lại đang gây rắc rối cho đồng đội. Lúc này Togashi truyền bóng cho cậu nhưng trong khi đó cậu lại không nhìn về phía trước và định truyền bóng cho Togashi nhưng ngay lập tức ánh mắt của cậu lại thay đổi và truyền bóng cho Otomo. Sau khi kết thúc trận đấu, Nozomi đã lựa chọn ra ba đội hình chính cho ba trận đấu của giải Tokyo Metropolitan League. Bên này khi Hana vừa làm việc trở về thì tình cờ gặp Kuji Bajashi trong khi Asito đang suy nghĩ thì Kaido đến gặp cậu và cậu muốn biết làm thế nào để thuần phục được kỹ năng đó. Và về cuộc trò chuyện của hai người Kuji Bajashi đã tìm thấy thực đơn này từ căn tin và rất ngạc nhiên khi Hana đặt tâm huyết vào nó vì một người cầu thủ vậy nên anh cũng muốn cô làm cho một thực đơn. Sau một hồi suy nghĩ thì Hana cũng chấp nhận nhưng với một điều kiện đó là vì Asito muốn được như anh nên muốn anh dạy giúp. Bất ngờ là lúc này cô thấy Asito đang đi cùng Kaido điều đó khiến cô rất buồn và không nói đến Asito. Mặc dù Kaido đã chỉ cậu vài đường cơ bản nhưng dường như cậu đã biết hết rồi và Kaido rất ngạc nhiên vì cậu bị chuyển sang vị trí hậu vệ nhưng vẫn lạc quan và tập luyện một cách đầy tâm huyết. Về trận đấu lúc đó, Asito đã quay đầu nhưng đã truyền cho Otomo một cách vô ý thức và cậu có tầm nhìn rất rộng lớn và cậu quyết định sẽ thuần phục được nó cho đến khi cậu giống như Kuji nhưng khi nhớ lại tầm nhìn thì cậu đã hiểu được điều gì đó. Những trận sau đó đã kết thúc nhưng cả đội lại thua 4 trận liền và Asito vẫn luôn ở thế dự bị nhưng điều không thể giờ đội Musashi no lại Ghi tận 17 bàn thắng khiến cho Tai rất kinh ngạc và sức mạnh của họ rất mạnh và đó cũng là tình trạng của đội không muốn gặp nhất lúc này. Sau đó Tachibana đến gặp Asito và thấy cậu vẫn đang còn tập mà bỏ lỡ cuộc họp nhưng điều đó lại khiến Tachibana ghen tị và không biết làm thế nào để giống được như Asito. Tôi đến bốn người đến Musashino để ăn và đó cũng là quê của Tachibana bất ngờ là khi đến đó mọi người tình cờ gặp lại Nakano người đã tham gia tuyển chọn lúc trước. Nhưng điều không thể ngờ là cậu ta đã thay đổi hoàn toàn khác và hiện giờ cậu ta đã thuộc đội Musashino đó cũng là đối thủ của bốn người. Nakano nói rằng lúc đó khi bị rất buổi tuyển chọn cậu đã được quản lý Satake để ý và hiện giờ là huấn luyện viên của họ. Lúc này Kane ra lại xuất hiện nhưng cậu ta lại cho rằng cậu rất kém cỏi nhưng vẫn đậu vào trong và trong buổi tuyển chọn đó nếu Asito không gần gũi với cậu thì đã không rất rồi và điều đó đã khiến cho cậu tức giận và không bao giờ tha thứ. Về Asito cậu ta cho rằng vì lúc đó Asito đến bắt chuyện nên cậu không thể chơi tập trung và nếu Asito không nói những điều nhảm nhí thì cậu có thể chơi một cách bình thường. Khi thấy Tachibana cũng ở đây Kaneza cho rằng cậu đã ghi 7 bàn ở vị trí tiền đạo trong giải đấu rồi nói Tachibana đã sai lầm khi vào câu lạc bộ đó. Kaneza nhận ra việc Asito bị đưa xuống vị trí hậu vệ là vì cái danh nghĩa thất bại của một tiền đạo rồi cậu ta còn nói rằng Asito chỉ là đứa vô dụng. Asito khi nghe những điều đó cậu cho rằng Kaneza đã sai và hai người họ đều là những cầu thủ tuyệt vời và cậu sẽ sớm vào đội hình chính để đối đầu với Kaneza. Mặc dù cậu ta rất khốn nạn nhưng Nakano vẫn đá chung với cậu ta và bọn họ đã nỗ lực hết mình suốt năm qua nên rất mạnh và được coi là bất khả chiến bại. Về trận đấu tiếp theo, Nozomi muốn cả đội phải tránh thua thứ năm bằng bất cứ giá nào và để giành chọn 3 điểm thì sẽ chơi theo đội hình tấn công. Đối với những người ở tuyến trên thì Kenta sẽ là đội trưởng của nhóm và có thể lật ngược tình thế nhưng hậu vệ cánh lại chính là Asito. Sau đó mọi người đã tập trung tại sân bóng nhưng Asito cảm thấy không tập trung được nên cậu đã chạy để bình tĩnh trở lại. Với Togashi lúc đó Nozomi đã nói cậu phải chuyển sang phòng thủ và không tấn công cho tới khi giữ được hàng dưới và điều quan trọng nhất hai người phải làm đó là thủ trước công sau. Bên này Asito đang chạy bộ và nói chuyện với Kaido và cô nói Hana sẽ đến đây điều đó đã khiến cậu tập trung trở lại và bây giờ cậu cảm thấy rất vui khi làm hậu vệ cánh khiến cho Kaido cảm thấy rất bất ngờ. Lúc này chỉ phóng viên đến thì nhận ra Asito đã bị chuyển sang vị trí hậu vệ cánh và cô không hiểu tại sao lại vậy. Vì hậu vệ cánh nên Asito chưa thuần phục và không thể chặn mấy cú đường truyền đó nhưng vì có Kenta ở đây thì có thể ghi bàn nhanh chóng. Trong lúc cậu đang phân vân không biết chặn cú đường truyền nào thì lúc này Hana lại đến động viên Asito điều đó khiến cho cậu bình tĩnh trở lại và ngay lập tức. Ánh mắt của cậu lại thay đổi rồi cậu bảo Otomo không được dâng lên và hiện giờ chỉ còn mỗi bên này nên cậu đã lao tới cướp bóng rồi cậu truyền bóng cho Kenta. Asito đã thuần phục được nó và điều cơ bản trong bóng đá đó là xem chuyển động của người cầm bóng và những người không có bóng. Những cầu thủ đó chỉ là những dấu chấm và tạo ra một khoảng trống và nếu không có thì bọn họ cũng chỉ là những dấu chấm. Thay thì cướp bóng từ những dấu chấm thì cướp khoảng trống mà họ muốn thắt chặt chúng sẽ tốt hơn và mỗi khi cậu xoay đầu thì cần phải chú ý đến những khoảng trống của đội bạn đang tìm kiếm. Sau đó cậu chạy lên cắt bóng nhưng lại thất bại và được hậu vệ kia chặn bóng. Điều đó khiến Takeshima tức giận và khuyên cậu không nên lao vào nếu không sẽ để lộ một khoảng trống ở khu vực của cậu vậy nên đối thủ có thể thay đổi những khoảng trống khác. Sau khi quan sát Asito chơi hậu vệ cánh no do Mi nhận ra cậu có tầm nhìn rất rộng và có thể thấy nó rất rõ nhưng vẫn cần phải thuần phục nó hơn nữa. Sau đó cậu dâng lên tấn công và ngay trước khi cắt bóng thì cậu sẽ dùng những người ở quanh mình và khi họ mất bóng thì sẽ phát hiện ra khoảng trống và cậu sẽ vào đó nhưng bất ngờ lúc này ô tô mua lại để lộ một khoảng trống. Khi đội bàn định vào thì ngay lập tức Kenta đã lao đến cướp bóng rồi anh chạy lên vượt qua các đối thủ nhưng khi truyền bóng cho Tachibana đã lệch một bước. Lần sau đó anh ta tiếp tục phản công và vượt cả các hàng thủ hậu vệ nhưng trong lúc anh chuẩn bị sút thì thủ môn đã lao tới bắt bóng nhưng anh đã né được vậy là anh đã ghi bàn. Khi quan sát anh ta đá bóng, Asito rất ngạc nhiên và muốn được như Kenta nhưng anh lại cho rằng không nên bắt trước vì cậu hiện. Đang đi trên con đường khác, tiếng còi vang lên, hiệp một đã khép lại. Trong lúc nghỉ giải lao, Asito đã chạy tới hết lời khen đàn anh đá quá hay. Nghe cậu yêu cách yêu Shisun chơi bóng, anh cũng tâm sự với cậu trong sự nghiệp bóng đá. Có một người anh ghen tị xíu xìu siêu là Kuribayashi. Có vẻ việc mô phỏng cách chơi của anh ta, Asito đã làm đàn anh thấy cậu có phần hơi giống với Kuribayashi còn hứa xong trận bóng sẽ cho xin chữ ký. Bấy giờ đội đang họp chiến thuật để có thể giữ vững tỷ số, đối thủ của họ cũng thuộc top đầu của Tokyo Metropolis League nên việc chiến thắng là rất khó. Để tránh thua 5 trận liên tục, dù có mặt dày một tí cũng không sao. Mọi việc cứ để Iosisun lo, những người còn lại chỉ cần truyền bóng cho cậu ta là được. Sau khi lấy lại sĩ khí, đội bóng cũng về vị trí chiến đấu. Togashi sẽ lên hàng công bởi không thể mãi dựa dậm vào Iosisun được. Đúng như dự đoán, đối thủ cho người kèm chặt Iosisun không để hở lấy một khoảng trống. Tuy nhiên đó cũng là lợi thế cho các vị trí khác. Đội bạn đã cầm được bóng, họ dâng lên rất nhanh, cánh phải rất thoáng có lẽ do Ishiki đang bị chấn thương từ hiệp trước, cơn đau làm anh chưa thể vào được. Togashi từ đằng sau chạy theo tên đang cầm bóng, Texima cũng vậy, anh định chặn ngang đường bóng. Togashi chỉ mình Texima là đủ khả năng chặn hắn rồi, còn mình cần phải chuẩn bị phản công. Không may cho bọn họ, cả hai không hiểu ý nhau đã tự thả bóng. Azito bứt tốc nhưng cũng không thể cứu vãn được. Kết quả lưới đã rung, tỷ số đã được san bằng 1-1. Cả đội rất ngạc nhiên khi vừa mới đầu trận cả hai đã phạm một lỗi cơ bản như vậy. Vì Ishiki không thể đá tiếp được nên đội có sự thay đổi người số 15 sẽ vào thay số 9. Họ cũng đổi chiến thuật, số 15 ra hiệu cho hai đồng đội và chạy tới nói thầm với Azito. Đội hình đã được thay đổi phù hợp với đối thủ. Lần này huấn luyện viên cho phép cậu và Togashi được phép tấn công. Tuy nhiên vị trí của Azito vẫn là phòng thủ, có dâng có rút. Huấn luyện viên cũng nhắc thêm hàng thủ chuyển sang tấn công cũng không còn lạ gì vì thế hãy vận dụng những thứ học từ việc phòng thủ để áp dụng vào tấn công. Tiếng còi vang lên, mọi người đang cháy hết mình trên sân cỏ, trong người Azito cảm giác sục sôi đang chảy trong máu. Dù được dâng cao nhưng Azito vẫn chưa biết đá sao để có thể vừa công vừa thủ. Dòng nói của Otomer đã làm Azito tỉnh táo trở lại, chỉ cần bám sát và hỗ trợ là ok. Họ phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng làm đối thủ cũng khó có thể cướp bóng từ chân họ. Azito, otomer và Io Shishun đang dâng ngày một lên cao. Chỉ với kỹ năng chuyển một chạm theo hình tam giác, lưới của thủ môn đã ngay ở trước mắt. Azito ở vị trí hỗ trợ nên cậu có thể nhìn bao quát trận đấu, nhận thấy số 19 đang áp sát, cậu đã cảnh báo Otomer. Tiếp đến là nhận bóng từ Io Shishun. Trong một khoảnh khắc, Azito đã cầm được bóng và dâng lên rất nhanh. Otomo cũng hiểu ý cậu, thành công chạy chỗ, đón bóng từ Azito. Nhưng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để sút bóng. Otomo đã dê bóng lên thêm một đoạn tránh trường hợp bị mất bóng. Tuy nhiên thủ môn bạn quá xuất sắc đã cản phá được nó, đối thủ đã pha bóng. Nó bay đến phía Azito, mọi thứ chuyển động dần chậm lại. Xác nhận nếu sút ở vị trí này thì khả năng cao sẽ khó ghi bàn, bởi thế Azito chọn truyền bóng cho đồng đội. Cậu đã chọn Togashi bởi lợi thế về chiều cao khiến anh nắm phần trăm tỷ lệ ghi bàn cao hơn. Đúng như dự đoán, Togashi đã làm rung lưới đối thủ bằng một đòn lắc đầu đánh bay đầu vô cùng hoàn hảo. Mọi người ăn mừng chiến thắng duy trì Asito là hết sức bình tĩnh, vẫn là con mắt mỏng manh ấy nhưng đó đã làm Tachibana cảm thấy sợ hãi. Tỷ số đã là 2-1 nghiêng về đội Asito. Không cần nói cũng biết bọn họ phải cố bảo toàn tỷ số nếu không muốn thua 5 trận liên tục. Dù mệt nhưng ai cũng cố gắng hết sức mình để giữ vững tỷ số. Tiếng còi vang lên thông báo kết thúc trận đấu cũng là lúc mọi người vỡ òa à, trong chiến thắng không mấy dễ dàng. Như cách chơi game mà chấm dứt được chuỗi thua vậy. Huấn luyện viên đi tới chỗ Asito góp ý, dù kiến tạo tốt nhưng sau đó cân bằng giữa công và thủ đã bị tan vỡ. Bởi vì dâng cao cho nên lúc quay lại thủ sẽ khiến cậu nhanh chóng kiệt sức. Thế nhưng trong trận này cậu đã làm rất tốt, việc rút ngắn khoảng trống và phòng thủ đều có tiến bộ. Fukada cũng công nhận điều đó và có lời khen với cậu. Đối thủ tiếp theo của đội sẽ là Tokyo Miyazino. Một đội bóng chơi khá tốt, họ mạnh về kỹ thuật và cả sự khéo léo. Fukada đã xem video họ đá, nói chung là với tình trạng bây giờ thì không thể thắng được. Nhưng anh vẫn chúc phúc cho cậu. Những người đồng đội cũng đến ăn mừng. Sau trận, Azito đã tìm tới Hana và khoe chiến tích của mình với vẻ mặt hết sức tự hào. Còn bảo cô sau đến xem thì đến từ đầu trận nha. Otomo chạy đến thông báo một tin hết sức quan trọng. Tachibana đã xin phép huấn luyện viên trận sau đừng để mình ra sân bởi cậu đã mất đi sự tự tin về bản thân. Bởi trận tiếp theo là trận đấu với đội bóng cũ của cậu ta. Asito không muốn bạn mình phải buồn nên rủ cả Otomo đi xem đối thủ có gì đáng sợ mà để Tachibana phải rút lui nào. Tạm bác sĩ dinh dưỡng thể thao cho Aji cô muốn nói qua Asito một tiếng nhưng cậu lại làm ngơ khiến Hana tức giận bỏ đi. Trong lúc trên đường trở về cùng lúc họ nghe hai tin dữ, một là Io Shishun đã quay về đội A rồi, thứ hai là lục đục nội bộ giữa Togashi và Takashima, lại còn cả Kuroza nữa. Chán chả buồn nói, tối hôm đó huấn luyện viên đã ra quyết định về đội hình đá trên sân sắp tới. Vì đối đầu với Murashino, đội đang bất bại, ai cũng hào hức trong đó cũng có tên của Tachibana. Sau cuộc họp, Azito đã chạy đến gặp Togashi để hỏi lý do tại sao lại xảy ra xô sát với Takashima. Câu trả lời mà họ nhận được là do Kashima yếu mà cứ ra gió nên đã cho hắn một bài học. Lỗi là lỗi của học viện, sớm muộn gì cũng hiểu mà thôi. Nói xong Togashi liền quay người bỏ đi. Được biết Togashi được chuyển tới học viện từ năm lớp 6 với vẻ bốc đồng của tuổi trẻ nên gáy có hơi to. Bởi vậy dù khá khó khăn trong ngày đầu luyện tập nhưng đó cũng là cách tôi luyện bản thân để trở thành một cầu thủ giỏi. Bữa trưa ngày hôm ấy, Kuroda đã bắt chuyện với Togashi và mong muốn trận đấu tập sắp tới Togashi có thể đánh đầu đưa bóng đến trước khung thành không để thể hiện kỹ năng kiến tạo. Togashi đã rất vui vì đã tìm được môi trường tốt, nơi mà cậu có thể cố gắng để lên chuyên. Cứ theo đà này thì việc tiến bộ là điều không hề khó. Theo như những gì Kuruda đã nói, Togashi liền làm theo và kiến tạo cho hắn một đường truyền từ việc đánh đầu. Tuy nhiên hắn lại nhà bóng ngược lại chứ không dứt điểm làm Togashi bất ngờ, vụt mất cơ hội ghi bàn. Sau buổi đấu tập hôm ấy, Togashi nhận ra bản thân vô cùng khó chịu, ngay cả hai người bạn cùng vào với Togashi cũng đã rời đi. Căn bản hai người bọn họ đã nhận ra bản thân chỉ là những bù nhìn rơm để cho họ luyện tập. Trái hẳn với những người khác, họ không đặt ba người ở vị trí ngang hàng, chỉ coi ba người là phép thử. Có một số xích mích giữa hai bên, nhưng có vẻ bọn chúng càng làm Togashi trở nên sôi máu. Trong trận thứ hai thì mọi người trở nên vô cùng khác lạ. Họ đá với tâm thế vô cùng cẩn trọng. Đôi lúc lại nhìn ai đó, ngay cả hậu vệ trận trước dâng rõ cao mà đến trận này thì lại tập trung thủ. Tất cả chuyện này đều liên quan tới việc xuất hiện của một nhân vật mới, đó là quản lý sơ trung. Togashi đã có xô sát với Kuroda, khó chịu vì chúng thay đổi cách chơi 180 độ. Togashi chỉ nói một câu mà đã làm hai thằng kia có suy nghĩ khác, nếu chỉ chơi bóng lên chuyên mà không để thắng thì chơi làm gì nữa. Chính câu nói ấy làm tóc đỏ không chú tâm vào trận đấu được, trong một khoảnh khắc lơ là, họ đã bị đội bạn dẫn bóng và đang tiến tới cung thành thủ môn và hai hậu vệ khác cũng chạy tới cứu bóng, họ tính toán nếu cứ lao vào thì sẽ vào cuộc giọt. Riêng Togashi thì khác, cậu ta sẵn sàng cứu bóng bằng bất cứ giá nào. Otomo đứng về phía mọi người trong học viện, Asito thì khác chỉ cần tiến bộ là đủ. Vì sắp tới là trận đấu với Musashino, một đội bất bại tới thời điểm này. Mọi chiến thuật đều được vạch ra, cường độ luyện tập cũng trở nên khắt khe hơn. Asito muốn gắn kết lại tình đồng chí nhưng Tachibana đã nói trước mất tiêu. Anh bảo chúng ta cần phải chiến thắng họ, Miyazino luyện tập chiến thuật liên tục nên họ mới có ngày hôm nay. Tachibana biết bản thân đang còn nhiều khuyết điểm nhưng bản thân sẽ cố gắng đối đầu với yếu điểm của mình. Takashima rất ủng hộ Tachibana bởi anh dám nói ra điểm yếu và chấp nhận nó. Điều ám ảnh đến bây giờ là câu nói của Togashi, vì thế anh muốn chứng minh lối đá của học viện luôn đúng và nó là mạnh nhất. Mọi người đã có mục tiêu của bản thân, Asito cũng vậy trong trận đấu với Miyazino cậu sẽ tìm ra quyết định là lên chuyên bằng con đường hậu vệ hay là một tiền đạo. Cuối cũng cũng tới cái ngày mà mọi người mong đợi, hai huấn luyện viên đang trao đổi một số vấn đề và bắt tay đầy thân thiện. Những người bạn cũ cũng chạy đến hỏi thăm sức khỏe Tachibana. Đối đầu với Murashino là mọi người hết sức cánh thẳng, trên mặt mỗi người hiện rõ sự lo lắng. Asito cũng không ngoại lệ, cậu nhìn tên tiền đạo đội bạn với con mắt đầy thù địch. Đã vậy, Texima còn xin 10 phút đi có việc với một bạn nữa nào đó nữa chứ. Trong phòng chờ, Trợ lý của huấn luyện viên muôn đăng si khí của đội lên nhưng có vẻ càng làm tình hình trở nên tồi tệ. Takashima đi vào với quả đầu cua đỏ choé. Điều này làm mọi người phì cười, phá bỏ bầu không khí căng thẳng. Mỗi lần cắt tóc là Takashima thể hiện quyết tâm của mình. Bởi vậy hãy đá hết mình, cậu làm vậy để ủng hộ tinh thần cho anh em. Tachibana cũng sung lên, nói ra quyết tâm của bản thân. Trận đấu đã bắt đầu, sau khi bắt tay giao hữu, mọi người sốc lại tinh thần, trận này sẽ thắng. Tachibana đã cầm được bóng bởi vì đối thủ chơi áp sát để áp sát cao, họ cần luyện tập phát bóng đường dài. Nhằm vào những chỗ trống, đó sẽ là ưu điểm lớn dành cho đội Asito. Cậu biết bản thân còn yếu kém nhưng không thể phụ sự giúp đỡ mọi người. Asito đã giao tiếp bằng mắt và truyền dài cho Tachibana. Có bóng Tachibana dâng lên rất nhanh, đến lúc dứt điểm thì thủ môn đội bạn vẫn bắt được. Không vì thế mà nản lòng, Asito vỗ tay cổ vũ tinh thần Tachibana. Chiến thuật hôm nay của Eporian rất trực diện, lợi dụng lỗ hổng của chiến thuật áp sát của Musashino để biến nó thành lợi thế. Khi dâng cao để áp sát thì sẽ có khoảng trống ở sân nhà, từ đó tiền đạo sẽ có cơ hội ghi bàn. Sẽ có nhiều đội dùng chiến thuật này tuy nhiên ít hiệu quả vì ít đội có kỹ năng cá nhân cao như Eporian. Đội trưởng Murashino cũng nhận ra lỗ hổng này, liền ra hiệu với huấn luyện viên. Đội bạn cũng thay đổi chiến thuật, Asito tiếp tục sử dụng truyền dài nhưng lần này đã bị chặn lại và mất bóng. Togashi đã giành lại đét, Hắn khá nhanh, Takashima đuổi theo nhưng không kịp. Bất quá Asito buộc phá bóng từ đằng sau khiến Canada sắp mặt nổi. Asito đã phạm lỗi và dính thẻ vàng vào phút 15 của hiệp 1. Tuy quả sút phạt không vào nhưng đã để lại sự bất an trong đầu Asito. Miyazino đã đổi chiến thuật trong vài phút vừa qua, đó là lý do truyền dài không còn tác dụng nữa. Để chống lại tấn công trực diện, họ lùi sâu hơn và phản ứng đủ kịp trước khi bóng tới đội Murasino bắt đầu chơi cẩn thận, không hề vội vã. Họ giữ bóng ở sân nhà không dâng vội lên. Chính sự bình tĩnh ấy đã làm Murasino không hề bị tâm lý tập trung đá một cách hoàn hảo. Trái với Murasino, Eperian đã dần mất tinh thần. Canada đã được giao nhiệm vụ không phải cố cướp bóng, chỉ cần đợi họ sai lầm là được. Đúng như chiến thuật, đội Eperian đã phạm sai lầm với đường truyền ngắn nhân cơ hội can phá bóng nguy hiểm đã qua mọi người cũng biết không thể để tên canada tiếp tục lộng hành được chỉ với sơ suất nhỏ hắn sẽ lợi dụng nó và ghi bàn asito đã nhận nhiệm vụ kèm người nhưng cậu mới xuống hậu nên điều đó là không thể đối với những kẻ như canada thì đây coi là tiến bộ vượt bậc năm ngoái lối đá của hắn chỉ là sự hung hăng nhưng đến hiện tại thì lại bình tĩnh hơn và chớp thời cơ eperion cũng không để thua cuộc họ bắt đầu ít truyền dài và chuyển qua truyền ngắn cường độ truyền nhiều hơn bóng lại lần nữa tới chân canada hắn lao như điên về phía trước lần này Kuroza sẽ đối đầu với hắn, vóc dáng nhỏ bé không phải là vấn đề. Khi kèm một một, Kuroza đã lùi lại giữ khoảng cách từ đó đoán được vị trí bóng sẽ đi và cướp nó. Đây phải nói là cuộc chiến giữa hai kẻ cứng đầu. Có xảy ra va chạm nhưng cả hai lại đứng dậy tiếp tục. Asito đã chạy vào ứng cứu, việc hai kèm một không là vấn đề với Canada. Thậm chí Kuroza đã pha bóng ra biên nhưng lợi thế về chiều dài chân đã khiến Canada có thể sâu kim Kuroza và tiến về phía trước. Góc khá hẹp thế nhưng Canada quyết định dứt điểm vào góc chữ A thay vì kiến tạo. Thủ môn Eperian đã chặn được nhưng đội trưởng Musashino không để tốt mất cơ hội đã đánh đầu vào cung thành. Một bàn thắng khá nhanh và mượt, tỷ số đã là một không nghiêng về Musashino. Lối chơi của Eperian là kiểm soát bóng và truyền ngắn. Tachibana cũng nêu quan điểm của mình vừa mới bị ép có một phút mà đã quay về lối chơi cũ ư. Khi chưa có thực lực thì lời nói có vẻ như chưa đủ sức năng, trái hẳn với Musashino huấn luyện viên đã ra ký hiệu đổi chiến thuật đội hình có sự thay đổi họ đã bỏ hai trung vệ ở phía sau hai hậu vệ và tiền vệ phòng ngự đều đã dâng lên y hệt như đã tập điều này giúp họ có thêm lựa chọn khi truyền và nhận bóng dài đồng thời có thể dâng lên cùng lúc azito đang dẫn bóng nhận ra ở phía trước có khoảng trống cậu liền cơ bóng vào giữa cầu môn tuy nhiên không thể kịp bởi thủ môn bạn đã bắt được bóng azito lại dẫn bóng lần nữa thấy ký hiệu truyền bóng của tachibana cậu đã hiểu Bóng lần nữa bị đội Mirasino cướp lại, họ nhân cơ hội đội Esperian đang dâng quá cao, hầu như chỉ còn hai người phòng thủ. Đội trưởng Mirasino đã cầm được bóng, Tachibana vội cướp lại, thành công dẫn bóng đi. Cậu muốn phá bỏ cái kén của mình, lấy một trọi hai, thể hiện kỹ năng của mình dễ dàng qua hai đối thủ. Bởi vì nếu tự tin thì phong độ của Tachibana không thể chê vào đâu được. Otomer giao tiếp bằng mắt hãy truyền cho cậu, Otomer sẽ tạt bóng vào để kiến tạo cho. Đối thủ không để anh làm điều này đã áp sát làm Tachibana truyền hỏng. Otomer lại không thể đón kịp bóng được. Azito lao lên như một vị thần cứu bóng thành công. Thủ môn Musashino đã đấm bóng làm bóng bay lên trên trời. Tachibana vội dùng chiêu thức khỉ con lộn ngược, ghi được bàn thắng đầu tiên cho Epurian. Huấn luyện viên khích lệ, Tachibana ăn mừng bàn thắng rất sung. Tỷ số đã là một điều, cũng vì thế khí thế của họ dâng lên rất cao. Lấy lại được phong độ, Tachibana rất cháy trên sân cỏ, đã áp lực lên đội bạn, vừa có thể tấn công lại còn có thể ghi bàn. Lợi dụng lỗ hổng Tachibana đã kiến tạo cho Azito, nhân cơ hội cậu liền dứt điểm. Tiếng còi vang lên, Azito đã phạm lỗi việt vị. Cậu phản đối vì quyết định của trọng tài nhưng những người anh em đã giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Huấn luyện viên Murasino đã nhìn ra tiềm năng rất lớn của Azito, tuy kỹ năng còn kém nhưng khả năng quan sát khá tuyệt vời. Tận dụng đồng đội, cậu xông đến để ra đòn kết liễu, đó là khả năng quan sát, phán đoán tình huống nhưng đội trưởng Murasino đã chặn lại được. Bù lại sẽ có một quả phạt góc, lần này Asito cần chọn vị trí thích hợp để ghi bàn. Đội hình của Murasino lại tiếp tục thay đổi, tiền vệ dâng lên quá nửa sân, hàng thủ cũng dâng lên khá cao. Mục đích che mắt thì là kèm cặp đối thủ, nhưng thực sự là họ đang tạo ra cho Eperion một loạt bẫy vịt vị. Bởi vì khoảng trống quá lớn, Eperion nhận ra đây là một cơ hội nên liên tục đẩy đường truyền dài và thế họ vô tình vào bẫy việt vị được bày sẵn. Bằng khả năng quan sát trời phú, Asito đã nhìn nhận ra vấn đề, ra hiệu truyền cho Tachibana. Asito cũng theo đó mà nhận bóng từ Tachibana, tiếp tục đẩy lên. Vẫn là đội trưởng Murashino khá nhanh đã ngăn Asito lại và phất bóng cho Canada. Hắn cũng đón lấy cơ hội, chạy tới nhận bóng, một đường tấn công kỹ xảo vô cùng nhẹ nhàng đã đẩy tỷ số lên 2-1. Vì đã dẫn trước một bàn, Murashino rất nhanh đã lấy lại phong độ, khí thế đảo ngược khiến Edburian đã bị tâm lý, khó đá hơn. Đàn anh cũng đã bảo bọn họ cố gắng trụ hết hiệp một. Đội trưởng Musashino đang dẫn bóng, lợi dụng Togashi và Takashima không thể phối hợp với nhau, anh đã đi một đường truyền dài. Canada cũng không để vụt mất cơ hội, một mình cân hai đối thủ, đến khi dứt điểm tưởng mọi thứ đã an bài. Kuruda đã hy sinh thân mình cứu bóng, kết quả bị an nguyên cái cột dọc vào đầu. Tiếng chuông vang lên cũng là lúc hết hiệp một. Tình trạng của Kuroda không mấy khả quan, tuy không bị chấn thương nhưng lại bị vết cắt khá sâu trên trán nên đang được bác sĩ băng bó. Asari trách hai người Togashi và Takashima không chơi chắc ở vị trí hậu vệ nên họ dẫn trước một bàn. Huấn luyện viên đã bước vào, anh phủ nhận về những ý kiến của Asari, ông đã bao quát trận đấu. Đội Eporian đang phải đối đầu với số lượng, trong khi đưa ra chỉ dẫn và lấy bóng thì họ đã ép thế trận dồn về khung thành Eporian. Thanh niên Kuruda bị tàn nhưng vẫn không phế, muốn tham gia vào cuộc nói chuyện. Bản thân vẫn muốn tham gia vào hiệp 2 ở vị trí phụ hàng thủ. Kuruda không muốn thua vì lòng tự trọng không cho phép. Asito cũng mong ba người có thể giao tiếp bằng mắt để tránh tình trạng không hiểu ý nhau. Huấn luyện viên cũng đặt vấn đề khi đội bạn tấn công, các cậu phải ngay lập tức quyết định ai là người lấy bóng và ai là người ở lại. 15 phút nghỉ ngơi đã hết, mọi người chuẩn bị ra sân tiếp tục hiệu hai. Asito đã được Fukada khuyên đừng cố đưa mình vào vị trí rất điểm, đó không phải cách cậu thể hiện tài năng thay vào đó nếu hậu vệ cánh có cơ hội ghi bàn thì họ nên dứt điểm luôn nếu cứ thay đổi đội hình để cậu vào vị trí dứt điểm thì sẽ gây ra sự trì trệ vô hình sự ngất quãng ấy không phải là nguyên nhân chính gây nên thất bại nhưng sẽ làm hàng thủ bị trì hoãn một thời gian ngắn đủ để đối thủ tìm ra điểm yếu sau khi nghe lời khuyên của Fukada Azito bắt đầu bước chân ra sân đấu cộng thêm với lời khuyến khích của Hana cậu cũng trở nên thoải mái hẳn Miyajino vẫn chiến thuật cũ có cơ hội sẽ đưa bóng cho Canada và ghi bàn Tuy nhiên, Eperion lúc này, ai cũng tỏa ra mùi nguy hiểm khiến Canada phải dè chừng. Hiệp 2 bắt đầu, Togashi nhớ về những lời huấn luyện viên từng dặn khi đội bạn dồn hết lên để tấn công, cậu cần lui về vị trí ngay khi dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên xuất hiện. Đó sẽ là cách cậu vừa hỗ trợ đội vừa có thể phòng thủ cứng. Texima có kỹ năng phòng thủ phi thường, nhờ vào cảm nhận khoảng cách, anh ta gây áp lực và đối thủ khiến hắn ta phải chuyển bóng. Đoán trước được thời cơ Togashi sẽ đón đường bóng ấy trước khi vào chân Canada. Togashi đã nhận nhiệm vụ ngăn chặn Canada, kẻ có phần trăm nguy hiểm nhất đối với khung thành. Dù ghét Togashi nhưng Takashima vẫn đặt hy vọng lên cậu bởi chỉ có Togashi mới có đủ chiều cao, vóc dáng để chặn Canada. Lần nữa Togashi đối mặt với tiền đạo bên Miyazino và thành công cướp bóng. Bây giờ hàng thủ của Eperian là vô cùng cứng, điều này làm huấn luyện viên Miyazino cũng khá bất ngờ. Lỗi va chạm, trọng tài đã thổi còi dừng bóng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Texima vẫn không quên khịa Togashi rằng Trong những hậu vệ trung tâm mà Texima đá cùng thì cậu là thằng ngu nhất Bảo sao Togashi trả giã cho thường xuyên Trận đấu lại được tiếp tục Canada hiện giờ đã mất bình tĩnh và bóng khá là thô bạo Khi đối mặt với Togashi Hắn không còn dám dẫn bóng thẳng nữa mà đành kéo qua cánh Azito đã biết ý định của hắn ta và chặn hắn lại ở đây bằng cách phá bóng ra biên Canada đã mất đi sự bình tĩnh nên đã bật trọng thái Cái kết là ăn cái thẻ vàng vào mùm. Azito lại dâng lên bởi cậu biết nếu bộ ba Kurora, Takashima, Togashi kết hợp với nhau thì sẽ thành hàng thủ vô cùng cứng. Vậy thì tiếp theo Asari và Azito sẽ thực hiện chiến thuật như đã bản trước. Miyashino đã rút đội hình về, kèm chặt các mục tiêu có thể chuyển. Lúc này hai trung vệ đã đẩy sang hai cánh như hai mũi tên xé nát tấm lưới đang buộc chặt họ. Đội trưởng Miyashino cũng cảm thấy bất an nên đích thân sẽ kèm Azito. Ngược lại lúc này, con mắt của Azito đã khiến mọi thứ thật sống động như kiểu cậu đã thấy hết lỗ hổng. Azito bất ngờ đẩy vào vì thế đội trưởng Miyazino cũng phải đuổi theo. Azito đang bị hai hậu vệ đội bạn đuổi theo còn Tachibana cũng bị một đối thủ khác kèm. Azito đã ra dấu cho Otomo có thể hiểu được ý định của mình. Đúng như đã quan sát, Asari đang từ cánh phải đẩy vào trong, sau khi nhận bóng cậu ta đã nhả lại cho Otomo có cơ hội dứt điểm. Lưới của Miyazino lần nữa rung lên, tỷ số hiện tại đã được san bằng. Azito đã được liệt vào vị trí nguy hiểm cần bị kèm cặp. Huấn luyện viên đã ra nói phải kèm cặp Azito không để cậu ta có cơ hội dâng cao. Azito đã giao tiếp bằng mắt như kiểu xin hãy truyền cho tôi. Kuruda cũng nhận ra ẩn ý trong đường truyền của cậu, đó là làm theo chỉ dẫm của Azito. Mọi thứ đều được Azito kiểm soát một cách hoàn hảo, cậu có thể điều khiển mọi người giành được chiến thắng. Azito đã đi một đường truyền dài vô cùng hoàn hảo tới cánh phải, Asari đã đón được bóng và lại theo chiến thuật chạy chéo tuy rất nguy hiểm nhưng Asari đặt niềm tin vào asito lần nữa cậu lại đưa người xem đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác dẫn bóng ra gần biên ngang và cho bóng vào Otomo định dứt điểm nhưng đội trưởng miujasino cản phá làm lệnh hướng đi vào cột dọc asito chớp thời cơ và ghi bàn tỷ số đã có chiều hướng thay đổi đội trưởng của miujasino cũng ăn thẻ vàng vì vào bóng khá hiểm tiếp theo đó eperion lại tiếp tục dâng lên lần này vì kèm asito Murashino đã để khoảng trống ở giữa sân. Bàn thắng tiếp theo lại được ghi bởi Tachibana. Tỷ số đã là 4-2. Lúc này, Canada đã mất đi tinh thần chiến đấu, cảm giác bất lực ở tuyến trên hiện rõ trên mặt hắn ta. Trợ lý huấn luyện viên đã yêu cầu Canada rút súng, nhưng đội trưởng Murashino vẫn hết mực tin tưởng cậu, tiếp tục để Canada ở phía trên. Nhớ về quá khứ, Canada lúc mới vào đã bị ám ảnh ghi bàn, mỗi lần có bàn thắng thì liên tục la đánh bại Eperian. Điều này đã làm đội trưởng Miyajino chú ý, đó cũng là lý do anh tin tưởng vào sức mạnh của Canada. Nghe được lời này, cậu ta cũng lấy lại tinh thần, cháy hết mình trên sân cỏ. Trận đấu đã kết thúc được một khoảng thời gian, tuy nhiên họ vẫn chưa tin bản thân đã chiến thắng. Miyajino lúc cuối vẫn đá hết mình, dùng 100% sức mạnh vào trận đấu. Fukada đi tới thông báo tin hết sức quan trọng Takajima, Otomo, Togashi, Kuruza, Azito tất cả sẽ được lên đội A kể từ ngày mai. Ai cũng vui mừng, tối đó mọi người còn tiệc tùng chia tay mấy người. Riêng Asito đã gặp riêng huấn luyện viên đội B tỏ thái độ vô cùng biết ơn. Chính ông đã dìu dắt cậu và giúp đỡ Asito có ngày hôm nay, ông cũng dành lời khen cho sự cố gắng vượt bậc này, hãy tin vào tiềm năng bản thân và chiến thắng đó. Đó cũng là lời chúc phúc dành cho Asito trước khi lên đội A. Sau đó, cậu lại một mình đi dạo với trái bóng, giữa đường thì gặp cơn mưa chết tiệt. Cũng vậy mà Azito đã gặp được Hana đang phi về chú mưa. Không kìm được cảm xúc, Azito đã khoe ngay với cô bản thân đã làm được, đã lên được đội A. Hana liền ôm chầm lấy Azito. Hana rất lạ, cô dường như không muốn gặp cậu lúc này. Có lẽ cảm xúc của Hana đang rất rối bời, nhìn Azito cô lại thấy hình bóng của Fukada ngày hôm ấy. Nếu không gặp chấn thương thì Fukada đã có thể cống hiến hết mình cho bóng đá. Asito tuy đần nhưng nói câu nào câu nấy gây ra sát thương chí mạng. Việc Hana ủng hộ cậu như đã tiếp thêm sức mạnh. Cứ mỗi lần cô xem Asito đá thì trận đấy luôn thắng. Hana đã gỡ được nút thắt trong lòng và tặng Asito một nụ hôn lên trán rồi bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của Asito. Bộ anime đến đây là kết thúc.